Quách Tĩnh đại chiến giải quyết huyết hải thâm thù với Mai Siêu Phong tại Lục Gia Trang, nhưng vì bản lĩnh chiến trường còn non chưa hiểu sự đời là bao nên gặp phải họa cảnh. Anh ta bị Mai Siêu Phong bắt bài chiến thuật, chỉ với một lần biến chiêu bà ta đã đưa Quách Tĩnh lâm vào hiểm cảnh. Tĩnh ca ca, hoảng hốt khi nhìn thấy Quách Tĩnh trúng phải đòn nặng, Hoàng Dung nước mắt lưng tròng, Lục Quái cũng thất kinh chạy tới, nhưng e rằng Quách Tĩnh không chết, cũng bị thương nặng. Chỉ riêng Hoàn Nhan Khang khi thấy như vậy thì mở cờ trong bụng, vì sẽ lại bỏ được một đối thủ tiềm tàng. Thù chồng đã trả được, nhưng tại sao nét mặt của Mai Siêu Phong lại không hiện lên chút vui mừng nào? Đống đổ nát bỗng có sự phập phồng chuyển động, một âm thanh lớn vang lên, bức tường bên cạnh lập tức đổ ập xuống. Quách Tĩnh thân tuy mang trọng thương nhưng kình lực từ hai cánh tay vung lên đã đánh nát bức tường này. Thay vì sợ hãi, Quách Tĩnh lại cảm thấy máu huyết trong người sôi sục. Thì ra dù bị trúng trọng chiêu nhưng thương thế không có gì nghiêm trọng, anh ta lập tức quay lại. Từ khi luyện xong thập ngũ chiêu của Hàng Long thập bát trường do Hồng Thất Công chỉ dạy, đây là lần đầu tiên anh ta gặp kẻ địch mạnh như vậy, nhưng vì bảo vệ sáu vị sư nên dù có hy sinh anh ta cũng quyết chí phải chiến đấu đến cùng. Quách Tĩnh quần thảo với Mai Siêu Phong đã được hơn 60 chiêu nhưng hoàn toàn không bại, dù chúng phải trọng chiêu vừa rồi nhưng thương thế không nặng. Trận thực chiến này đã giúp anh ta khẳng định, Hàng Long thập bát trưởng đã làm cho anh ta tiến bộ cả về võ công lẫn tinh thần chiến đấu nên phấn chấn hẳn ra. Quách Tĩnh bước ra khỏi đống gạch đứng dạng chân trước mặt Mai Siêu Phong, sự tự tin lúc này của anh ta đên lên đến một tầm cao mới. Hừ, chúng phải trường của ta mà tên tiểu tử này vẫn không bị gì cả sao? Mai Siêu Phong nhận thấy đối thủ thương tích không có gì nghiêm trọng sau đòn của mình thì tỏ ra hoang mang. Tĩnh ca ca, Mai sư tỷ đánh không thắng được huynh đâu, huynh mau chuyển thủ thành công đi, nhất định sẽ thắng đó. Hoàng Dung khi nhìn thấy kết cục hiện trường thì lập tức tư vấn chiến thuật cho Quách Tĩnh, cũng vừa là để làm lung lạc ý chí của Mai Siêu Phong. Quách Tĩnh nghe thấy Hoàng Dung xúi như vậy thì tinh thần phấn chấn hơn trước rất nhiều, chiêu Cáng Long Hiêu Hối lập tức được đánh ra, lao đến tấn công. Chiêu thế của Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh nhưng thân pháp của Mai Siêu Phong phiêu diêu như yêu ma, mau lẹ né tránh. Nhưng điều đáng tiếc phải nói ở đây là Quách Tĩnh đầu đất vẫn không biết biến chiêu như thế nào, anh ta cứ theo thứ tự chiêu thức mà đánh ra. Mai Siêu Phong sau khoảng thời gian giao chiến đã có kinh nghiệm đối với 15 chiêu này nên liền chuyển hóa giải nhẹ nhàng. Tiền cơ đã bị kẻ địch nắm rõ nên chiếu theo lý thì lúc này Quách Tĩnh muốn đánh bại bà ta quả là không dễ chút nào. Nếu như Tĩnh ca ca không biết biến chiêu thì đánh 3 ngày nữa cũng không thể thắng được. Tinh danh tuyệt đỉnh nên Hoàng Dung đứng ngoài đã nhận ra điểm yếu cố hữu này của Quách Tĩnh. Huỳnh cứ tùy tiện tung trưởng đi, không cần phải theo trình tự làm gì, ta cứ thử nghe theo Dung Nhi xem sao, chắc là không sai. Được Hoàng Dung nhắc bài, Quách Tĩnh liền làm theo. Lần này Quách Tĩnh không ra chiêu theo trình tự nữa, bất chợt đánh ra lợi thiệp đại xuyên. Vì chiêu thế hỗn loạn, Mai Siêu Phong lúc này khó mà đoán được chiêu thức của Quách Tĩnh nên đương nhiên bà ta đã trúng trường. Trúng trường, Mai Siêu Phong bị mất thăng bằng, chơi với bước được vài bước thì té ngã. Thấy đối thủ thân thế đã loạn, Quách Tĩnh liền tung người lên không trung, một chiêu phi long tại điền tung ra mạnh như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên cao đổ ập xuống Mai Siêu Phong. Giật mình khi nhận ra khí kình lăng lệ của chiêu này, Mai Siêu Phong biết đã rơi vào thế nguy cấp, bà ta vội dồn hết sức lực vào hai tay, lấy cửu âm bạch cốt chảo đánh ngược lên chống đỡ. Trường chảo giao tranh gió nổi bốn phía, mặt đất dưới chân Mai Siêu Phong chịu không nổi chấn lực hùng hậu phát ra, lập tức nứt toác. Hừ, ta không thể bại dưới tay tên tiểu tử này được, trừ phi ông trời hôm nay muốn ta phải chết. Dù đuối hơn đối thủ nhưng điểm mạnh của Mai Siêu Phong lúc này là một trái tim bất khuất vì muốn trả thù nhà. Quách Tĩnh tái hiện thần uy của Hàng Long thập bát trưởng khiến Mai Siêu Phong dần rơi vào thế hạ phong. Lão Thất Công có dạy ta rằng khi ra chiêu không được quá độc ác, ta phải thu chiêu lại mới được. Nhưng ý nghĩ này chưa dứt, Quách Tĩnh đột nhiên phát hiện có một người như ảo ảnh lướt ngang, đường đột sổ sang một luồng khí kình từ đâu ùa tới phá đám, can thiệp thô bạo vào cuộc đấu giữa hai người họ. Quách Tĩnh chưa kịp phản ứng gì thì một trường ngay ngực đã bức lui anh ta ra xa. Quái nhân vừa đến thân thủ như vô ảnh, động tác cực nhanh đã nắm lấy vạt áo của Mai Siêu Phong kéo đi. Hai người bọn họ phi người qua tường, bóng dáng nhanh chóng chìm khuất vào màn đêm. Hiện trường không một ai có đủ tu vị để nhìn rõ và nhận ra được vị khách lạ mặt mặc áo xanh lá vừa đến kia là ai. Tĩnh ca ca, lúc này Quách Tĩnh đã lộn người tiếp đất an toàn, nhưng dư âm của người đến vẫn còn ảnh hưởng đến anh ta, vì quá nó diễn ra quá nhanh khiến anh ta lúc này vẫn ngỡ ngàng không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa mới diễn ra. Giang Nam Lục Quái và cha con Lục Trang chủ cũng ngớ người ngẩn ngơ, không biết vị khách áo xanh võ công cái thế vừa đến rồi lại đi nhanh như chớp đó là ai. Hoàn Nhan Khang và tên tướng họ Đoạn thấy Cứu Tinh bị bắt đi thì bất giác cảm thấy lo lắng sợ hãi, toát mồ hôi hột. Còn Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch, nét hồ nghi xuất hiện khiến cô ta thẫn thờ, vì người áo xanh vừa tới đó hình dáng rất quen nhưng nhất thời Hoàng Dung chưa xác định được là ai. Người áo xanh xuất quỷ nhập thần đó đương nhiên không phải ai khác mà là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Từ lúc ở vùng núi hoang dùng tiếng sáo của mình để đuổi bọn Âu Dương Khắc thì Hoàng Dược Sư luôn bám theo bóng dáng của Mai Siêu Phong. Hoàng Dược Sư vốn đã tới Lục Gia Trang từ lâu nhưng ông ta ẩn thân chi thuật, đến khi thấy Mai Siêu Phong gặp nguy hiểm mới ra tay ứng cứu ả. Bên ngoài cánh rừng của Thái Hồ cách Lục Gia Trang không xa có một bãi đất trống, khi vừa đến đây Hoàng Dược Sư liền ném Mai Siêu Phong xuống đất. Vừa rồi tên bại hoại võ lâm Cầu Thiên Nhẫn trù ẻo ta chết ngươi lăn ra khóc lóc một trận, khóc một cách rất bi thương, trong lòng ngươi còn có ta sao? Thì ra Hoàng Dược Sư vì cảm nhận thấy Mai Siêu Phong còn rất tôn trọng mình nên đã ra tay tương cứu. Sư phụ cảm ơn trời đất, may mà người không có sao, người còn dám gọi ta là sư phụ sao? Sư phụ, con xin người hãy dùng một trường đánh chết con đi, bằng không chỉ cần sư phụ một tiếng con sẽ lập tức chết ngay. Mai Siêu Phong vội bỏ đến nắm tay của Hoàng Dược Sư lay nhẹ, còn nhớ năm đó lúc bà ta còn là thiếu nữ luôn cận kề bên sư phụ mình, cứ mỗi lần Mai Siêu Phong nắm tay ông ta thì cầu xin gì cũng được. Cái nắm này làm Hoàng Dược Sư cảm thấy ấm lòng nên vẻ mặt lúc này hòa dịu nhưng không nói gì. Mai Siêu Phong cũng cảm nhận được tình cảm của Hoàng Dược Sư không còn gay gắt nên vui mừng cúi đầu bái lại sư phụ. Hành lễ xong, Mai Siêu Phong lấy ra quyển Cửu Âm Chân Kinh dâng hai tay trả lại cho ông ta. Sư phụ, chân kinh này luôn ở bên con cũng chưa một lần nào dám mở ra xem, một lòng muốn trả lại cho sư phụ. Quyển chân kinh này đã hại không biết bao mạng người rồi. Cầm Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ trên tay, Hoàng Dược Sư thở dài buông lời cảm thán. Ngươi và Huyền Phong có lẽ đã không biết rằng muốn luyện được nó thì bản thân sẽ phải chịu khổ không ít, muốn luyện thành thì người tu luyện phải phá giải được võ công trong nó trước đã. Nói rồi Hoàng Dược Sư cất bí kíp vào trong áo. Đạo lý nhân sinh người luyện võ cần được lãnh ngộ, các ngươi luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trường pháp này độc hại không có tác dụng gì đâu, nếu không thì Huyền Phong đâu có bị tên tiểu tử đó hại chết. Dạ đúng, Hoàng Dược Sư kiến giải kèm lời trách mắng, nhưng Mai Siêu Phong cảm nhiễm được tình cảm của ân sư mình. Nếu như ngươi không thể đánh bại được tiểu tử đó thì hãy ở lại sơn trang của Lục sư đệ mà ẩn thân, đừng nên hành tẩu giang hồ nữa, thêm mắt ngươi đã bị mù đi ra chỉ bị người khác sỉ nhục mà thôi. Lời nói khuyên răn của Đông Tả ba phần như giận nhưng lại kèm bảy phần dường như tiếc nuối. Sư phụ, Mai Siêu Phong nghe những lời này biết Hoàng Dược Sư còn rất thương yêu lo lắng cho mình nên không kìm nổi xúc động cất tiếng khóc bù lu bù loa. Lục Gia Trang lúc này mọi người đã lui vào trong sảnh, cha con họ Lục đang cùng Giang Nam Lục Quái xì xào thảo luận. Đánh mãi không chừa, lúc này Mai Siêu Phong lại quay trở lại Lục Gia Trang, vừa đặt chân xuống sân bà ta đã lên tiếng quát nạt, tên tiểu tử họ Quách kia ngươi mau ra đây cho ta. Nghe tiếng hét lớn mọi người từ bên trong liền ùa ra, mọi người đều tập trung vào Mai Siêu Phong, chỉ riêng có Hoàng Dung đã phát hiện Mai Siêu Phong có người đi cùng. Người áo xanh bí ẩn đuổi theo ngay phía sau của Mai Siêu Phong có sắc mặt hết sức kỳ quái, ngoài đôi mắt sáng quắc như dao ra, thần thái điệu bộ đều rất đoan trang uy nghiêm. Hắn ta đáp xuống Mai Hiên ngạo nghễ đứng từ trên cao chắp hai tay ra sau im lặng quan sát. Mọi người tại đây không ai biết đó là Hoàng Dược Sư vì ông ta đã đeo mặt nạ, nhưng tướng mạo và khí khái toàn thân phát ra uy lực đáng sợ, ánh mắt của ông ta lạnh lùng tỏa ra một luồng khí lạnh khi người khác nhìn vào. Tiểu tử kia, ngươi dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất Công đánh ta do mắt ta đã mù rồi vì vậy không thể đánh trả. Nghe Mai Siêu Phong nói những lời này đám người Giang Nam Lục Quái tròn mắt kinh ngạc. Sao Hồng Thất Công ư? Hàng Long Thập Bát Chưởng đúng là kỳ môn của ông ta. Ta sống không còn được bao lâu nữa, kinh thư cũng đã trả lại cho sư phụ rồi, đó là tâm nguyện lớn nhất của ta, giờ đã xong việc nên thắng bại không còn quan trọng nữa. Nghe xong gương mặt của Hoàng Dung giãn ra, hình như trong lòng đã hiểu ra tất cả. Nhưng giang hồ sẽ có lưu truyền Mai Siêu Phong đánh không lại một tên tiểu tử há sẽ hủy hoại uy danh của Đào Đào Hoa sao? Lại đây đi, ta muốn ngươi cùng đánh một trận nữa. Thấy cuộc chiến này không đáng có nên Quách Tĩnh ôn tồn đáp. Ta vốn không phải là đối thủ của bà, vì mắt bà không còn thấy nữa nên ta mới có thể bảo toàn tính mạng, nếu không vì thế ta đã sớm bại rồi. Hàng Long Thập Bát Chưởng có 18 chiêu, ngươi nãy giờ sử dụng chưa hết. Hoàng Dung vội vàng dùng tay ra hiệu cho Quách Tĩnh không trả lời Mai Siêu Phong. Quách Tĩnh hiểu ý Hoàng Dung nhưng trong lòng biết rõ không thể qua mặt người đứng trước mặt được nên thùng thẳng nói luôn. Chỉ vì ta ngu ngốc, Hồng lão tiền bối chỉ dạy ta được có 15 chiêu và nói ta không phải là đệ tử truyền nhân của ông ấy. Ghê gớm vậy sao? Ngươi chỉ có 15 chiêu mà đã đánh bại Mai Siêu Phong ta, không lẽ Hồng Thất Công ông ta lợi hại như vậy ư? Lời nói của Mai Siêu Phong lúc này trong trẻo hơn hẳn, không ghê gườm như vẻ thường ngày. Nghe ngữ khí của bà ta dường như đã không còn tâm niệm báo thù cho Trần Huyền Phong, mà có lẽ bà ta đang lo lắng cho uy danh của Hoàng Dược Sư sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng cô nương đây tuổi còn nhỏ mà ta còn không thể là đối thủ của cô ấy, huống chi là bà. Võ công của Đào Đào Hoa ta đây luôn kính phục. Quách Tĩnh đột nhiên khôn ra nói được những lời vuốt đuôi rất khéo. Hoàng Dung thì một lòng muốn giải vây cho Quách Tĩnh thoát tình thế này, một phần vì phân vân chưa rõ ẩn ý của Mai Siêu Phong nên cất tiếng hỏi. Mai sư tỷ nói như thế lẽ nào lo sẽ có người thắng được cha ta. Không được thoái thác, nếu không đánh một trận ra trò thì tuyệt đối không được đi. Nói nhiều mắc mệt, Mai Siêu Phong liền hét lớn, giờ chảo kình lao nhanh vào Quách Tĩnh. Đã vậy thì xin tiền bối chỉ giáo cho. Quách Tĩnh thấy khí thế cương quyết của Mai Siêu Phong biết hết đường thối lui, liền tung trường toàn lực đón đỡ. Hai người ra đòn giao đấu, tiếng nổ do và chạm kình lực phát ra liên hồi. Người thật là đáng chết. Công Hoài không lùng được phòng tuyến Mai Siêu Phong, bực tức chửi rủa Quách Tĩnh. Trong mắt của ân sư ta không còn ra gì nữa, giờ đây ta rất hận ngươi một nỗi hận thấu xương. Với thân thể nếu so ra ta làm sao có thể là đối thủ của tiền bối được. Tiểu tử này đúng là có chi khí. Thấy Quách Tĩnh luôn nhún nhường tính lão đắc thọ, trong lòng Mai Siêu Phong dần sinh lòng cảm mến. Còn đám người Giang Nam lục quái càng lúc càng coi trọng Quách Tĩnh hơn. Tĩnh nhi khá thật. Đứng ngoài võ ngó nãy giờ bỗng mắt Hoàng Dược Sư sáng rực như hiểu ra điều gì đó. Ta kêu ngươi hãy tung chiêu tấn công đi, ngươi sợ ta thua sẽ nói nhiều hay sao? Lời nói này của Mai Siêu Phong có lẽ cũng đúng. Được vậy vãn bối ra chiêu đây. Nhưng mãi cũng chán Quách Tĩnh buộc phải xuất thủ. Bị dồn bức quá mức, Quách Tĩnh buộc phải xuất ra tiềm vật long dụng để tấn công. Nhưng anh ta vẫn kính lão đắc thọ, chỉ dùng 3 phần công lực, còn giữ lại 7 phần hộ thân. Đột nhiên có một viên đá mang theo luồng khí quét qua trước mặt hai người. Cùng lúc đó Mai Siêu Phong vung chảo nhắm vào Quách Tĩnh đánh tới, Quách Tĩnh vội vàng né ngay. Chảo của Mai Siêu Phong chưa dứt thì lợi thiệp đại xuyên trong hàng long thập bát trường đã được Quách Tĩnh đánh tới. Viên đá lại được ném ra và Mai Siêu Phong lại đỡ được đòn thế của Quách Tĩnh. Lần này bà ta còn đỡ được nhanh hơn lần trước. Bà ấy dường như biết trước đòn thế của ta sao lại như vậy được nhỉ. Cờ ngoài bài trong người trong cuộc thường mê muội không biết, nhưng Hoàng Dung vốn dị tinh danh đã nhận ra ngay. Những người đứng ngoài thì đến lần thứ hai đã nhìn rõ tường tận. Vốn là cứ mỗi khi Quách Tĩnh tông trưởng đánh Mai Siêu Phong thì người áo xanh đứng trên tường lại búng tay ra một viên đá để chỉ điểm. Quách Tĩnh dù có đánh đông đánh tây thì cũng bị Mai Siêu Phong biết trước cản phá hết. Người này chỉ dùng một ngón tay mà đã phát ra uy lực mạnh như vậy sao? Nhân vật này thật không tầm thường. Những ai nếu chúng phải chiêu của người ấy nhất định sẽ mất mạng. Chu Thông và Hàn Bảo Câu đứng ngoài thấy bản lĩnh của người lạ mặt này thì cảm phục lắm luôn. Quách Tĩnh vẫn chưa biết chuyện nên cứ thế mà xuất chiêu thôi. Càng lòng hiếu hối lần nữa được anh ta xuất ra. Còn Mai Siêu Phong lại lắng tai nghe tiếng gió chỉ điểm. Nhìn động tác của người áo xanh lần này Hoàng Dung lập tức thay đổi sắc mặt. Thì ra cuối cùng cô cũng đã nhận diện được thủ pháp mà người áo xanh đang dùng là tuyệt học của cha cô. Nó có tên là Đạn Trì Thần Thông. Cha ơi, phát hiện cây ATM, Hoàng Dung liền kêu lên hai chữ. Đông Tà Hoàng Dược Sư nghe thấy tiếng con gái gọi thì giật mình thân hình khựng lại. Âm dương đột ngột tương cách, sự đời thì lại trùng hợp. Lần này Mai Siêu Phong không còn được chỉ điểm, nhất thời không biết làm gì nên đã trúng đòn của Quách Tĩnh văng bắn ra xa. Cáng lòng hiếu hối sức mạnh đủ đánh nát cây to, Mai Siêu Phong chúng phải trường này ngã lăn xuống đất, thân đã trọng thương không thể đứng dậy. Dung Nhi, Hoàng Dược Sư nghe tiếng con gái thì cũng đáp lại. Hoàng Dung lập tức lao về phía ông ta. Cô ta nảy lên tiến tới chỗ của Hoàng Dược Sư. Cha, mặt của cha sao lại như vậy? Tưởng cha mình gặp chuyện lại thêm lâu ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Hoàng Dung liền ôm chầm lấy ông ta khóc lớn. Hoàng Dược Sư lúc này lột mặt nạ ra để lộ gương mặt thanh nhã uy nghi phóng khoáng hiếm người có được. Thấy mặt sư phụ Lục Thừa Phong hốt hoảng xen lẫn vui mừng, vội vàng bật dậy muốn lao tới nhưng không được, ngã nhào. Dung Nhi và cha cô ấy xa cách đã lâu ngày lúc này được đoàn tụ thì thật là hay quá. Quách Tĩnh thấy hai cha con họ được trùng phùng thì trong lòng cũng vui lây. Cha sao lại đến đây, vừa rồi tên họ cầu rủa cha nên con đã dạy cho hắn một bài học rồi. Ta đến là để tìm con đó. Nghe vậy Hoàng Dung vừa vui mừng vừa hỏi. Cha đến tìm con vậy, còn tâm nguyện của cha thì sao? Tâm nguyện gì chứ, là vì tiểu nha đầu con đó. Ngoài ra ta đây còn có tâm nguyện nào khác nữa? Hoàng Dung nghe cha toàn tâm lo lắng quan tâm đến mình, lúc này ngoài cảm động ra trong lòng còn cảm thấy khó chịu lạ lùng. Đều là tại con cả, con đã đi trái lại tâm nguyện của cha, đều là con không tốt. Vừa nói những dòng nước mắt hối hận của cô không ngừng tuôn ra. Đảo chủ đảo Đào Hoa ở vùng biển phía đông có tên là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ông ta là một trong ngũ đại cao thủ đương thế. Hành tung của ông ta độc bộ độc hành, cao ngạo bất quần, phóng khoáng hết sự ràng buộc của thế tục và lễ giáo. Ông ta giải quyết mọi việc đều theo ý thích của mình, hơn 20 năm nay chọn sống khép kín, đã lâu không còn qua lại trên chốn giang hồ. Hoàng Dược Sư trong khoảng thời gian này vì bí kíp Cửu Âm Chân Kinh quyền hạ bị hai đệ tử là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong lấy trộm mà vô cùng phiền não. Ông ta hàng tâm nguyện có thể tự thân thể nghiệm ra võ công trong quyền hạ đã bị mất từ quyền thượng. Quyết tâm thực hiện điều này là do ông ta cho rằng Cửu Âm Chân Kinh vốn do người phàm viết ra nên người khác làm được thì chẳng lẽ Hoàng Dược Sư lại không? Từ đó mà ông ta mang một lời thề nếu không bổ sung cho xong được bộ Cửu Âm Chân Kinh thì quyết không rời khỏi đảo Đào Hoa một bước. Lần này cũng vì ta ngang bướng bỏ nhà ra đi mà hại cha phạm phải lời thề. Hoàng Dung tuy tính tình ngang ngạnh ương bướng song cũng hiểu rõ tình thương của cha đối với mình là quan trọng hơn tất cả, cô lúc này không khỏi vừa vui mừng vừa hổ thẹn. Cha sau này con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha, tuyệt không trái lời. Hoàng Dược Sư thấy con gái bình an vô sự vốn đã rất hoan hỉ, nay lại nghe những lời như vậy từ con gái yêu thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hoàng Dược Sư cất mặt nạ đi rồi cầm tay Hoàng Dung từ trên tường nhảy xuống chỗ đám người bên dưới. Dung Nhi mau đỡ sư tỷ của con dậy, Siêu Phong Thừa Phong ta chấp nhận cho hai người quay lại sư môn. Hoàng Dung thì đỡ Mai Siêu Phong, còn Lục Khâu Anh thì cũng lại đỡ cha mình. Hai người nghe Hoàng Dược Sư nói vậy thì liên thi lễ bái lại Hoàng Dược Sư. Hai người họ lúc này vô cùng sung sướng đến phát khóc không nói được gì, nấc nghẹn lên thành tiếng. Hai người hành lễ xong Hoàng Dược Sư liền nói: Thừa Phong tốt lắm, ngươi đứng dậy đi, năm đó do ta nóng nảy nên đã trách lầm ngươi. Hoàng Dược Sư đúng là trang quân tử dám làm dám nhận. Hoàng Dung thì nhanh miệng khôn khéo nói lời lấy lòng Giang Nam Lục Quái. Cha con dẫn cha gặp mấy người bạn, đây là Giang Nam Lục Hiệp nổi tiếng trên giang hồ, họ là sư phụ của Tĩnh ca ca. Do bản tính cổ quái ương ngạnh, Hoàng Dược Sư trả lời khô khan, ta không thích gặp người ngoài. Lời nói của Hoàng Dược Sư làm Hoàng Dung tụt mon thê thảm nhưng không dám trái ý cha. Giang Nam Lục Quái thấy Hoàng Dược Sư thái độ ngạo mạn thì vô cùng tức giận, song biết người biết ta không dám nói ra, chắc do vì ngại võ công cùng uy danh của ông ta nên không dám chọc ghẹo. Hoàng Dược Sư không gặp người ngoài, chỉ nói chuyện với người nhà. Ông ta vung tay thử Lục Khấu Anh vài chiêu, thấy anh ta không biết võ công của đảo Đào Hoa, quả nhiên là Lục Thừa Phong trong mấy mươi năm qua đã tôn trọng lời thề. Hoàng Dược Sư ân chuẩn cho Lục Khấu Anh nhập môn, đồng thời truyền cho công phu Tí Phong Tào Diệp Thoái. Ông ta quay sang bảo rằng nếu Lục Thừa Phong dựa vào đó chăm chỉ cùng luyện tập thì sau vài năm có thể đi lại không cần người khiêng nữa. Lục Thừa Phong kính cẩn nhận lấy, tròn mắt kinh ngạc vì sự hào phóng này của ân sư. Thì ra Tí Phong Tào Diệp Thoái và Đào Hoa Lạc Anh Trường là hai pho võ công vô cùng tâm đắc do Hoàng Dược Sư sáng tạo ra nhiều năm trước. Đám đệ tử tuy không ai được truyền thụ, song vì ngày thường cũng có dịp được xem sư phụ luyện tập nên rất có ấn tượng. Nhưng võ công ghi trên giấy lại không phải là thoái pháp mà là một bí quyết nội công đả tỏa luyện khí. Thì ra Hoàng Dược Sư rất hối hận về việc năm đó do nhất thời nóng giận mà đã trừng phạt 4 đệ tử vô cùng nặng tay. Do đó mấy năm này ông chuyên tâm sáng tạo ra bí kíp này, vốn muốn truyền lại cho họ để hồi phục việc đi lại. Tuy nhiên do tính tình Hoàng Dược Sư ngạo mạn, trong lòng tuy muốn vậy nhưng lại không nói ra, thế nên môn võ công này vốn hoàn toàn mới toanh nhưng vẫn dùng tên cũ. Sư phụ nhìn vào bí kíp mà Hoàng Dược Sư đưa cho Lục Thừa Phong, hiểu tấm lòng của ân sư nên xúc động vô cùng. Thừa Phong, ngươi đi tìm Khúc Sư Ca và hai sư đệ rồi truyền lại cho họ bí quyết nội công này nhé. Hành tung của Khúc Sư Ca và Phùng sư đệ nhiều năm nay đệ tử vẫn chưa tìm ra được, còn Vũ sư đệ thì đã mất nhiều năm rồi. Hoàng Dược Sư nghe thấy vậy thì rất đau lòng. Ông ta vẫy tay bảo Lục Quán Anh dìu cha vào phòng ngồi, do ông ta đi đứng không tiện. Siêu Phong, ngươi làm nhiều điều ác nhưng cũng đã nhận được quả báo, từ nay hãy ở lại với Thừa Phong để hắn tiện chăm sóc cho ngươi. Chỉ tiếc rằng hai mắt ngươi đã mù rồi thôi, từ nay không được làm điều ác nữa. Ta tin rằng bọn người trong võ lâm cũng không dám làm khó đệ tử của Hoàng Dược Sư ta. Nghe những lời dặn dò của sư phụ, Mai Siêu Phong nước mắt lưng tròng tỏ ra hối hận vô cùng. Mai sư bá, mời người vào trang viện nghỉ ngơi để con mời mẫu thân ra chào sư bá. Lục Khấu Anh lúc này liền ra dìu Mai Siêu Phong vào trong. Phía bên trong sảnh lúc này ngoài Lục Thừa Phong ra còn có Giang Nam Lục Quái đang đứng ngồi không yên, tình cảnh của họ lúc này đi hay ở đều không tiện. Hoàn Nhan Khang và Đoàn Tướng Quân co cúm vào một bên không biết nên làm gì vào lúc này. Người là Quách Tĩnh à? Hoàng Dược Sư lúc này mới quay sang hỏi Quách Tĩnh, đệ tử Trần Huyền Phong của ta là do ngươi giết, điều này có thật hay không? Quách Tĩnh liền thật thà đáp, khi đó tiểu bối còn nhỏ chưa biết gì, lúc đó bị Trần tiền bối túm lấy, trong lúc hoang mang đã nhỡ tay đả thương ông ấy. Hừ, Trần Huyền Phong tuy là tên phản đồ nhưng dù sao cũng vẫn là đệ tử của đảo Đào Hoa, môn đệ của đảo Đào Hoa há có thể để cho người ngoài giết chết sao? Hoàng Dược Sư nghe Quách Tĩnh nói xong liền nổi giận đùng đùng. Hoàng Dung biết cha muốn hỏi tội Quách Tĩnh, cảm thấy trong lòng bất an bèn đứng chắn phía trước. Cha, khi ấy Tĩnh ca ca mới lên 6 tuổi đã hiểu biết gì đâu. Thấy Hoàng Dung nói đỡ cho mình thì Quách Tĩnh thấy vui mừng lắm. Hồng lão ăn mày xưa nay không thu nhận đệ tử, vậy mà lại mang Hàng Long Thập Bát Trưởng tâm đắc nhất truyền cho ngươi 15 chiêu. Nếu không phải vì ngươi lèo mép thích nịnh nọt khiến cho lão ăn mày thích ngươi thì sao có thể chứ? Quách Tĩnh bị Hoàng Dược Sư ép cung tỏ ra bối rối vô cùng. Nay ngươi lại dùng công phu lão ăn mày truyền dạy để đánh bại đệ tử của ta. Hừm, lần sau gặp mặt chẳng lẽ lão không nhân cơ hội đó làm nhục ta sao? Cha, những lời nịnh nọt đúng là có thật nhưng không phải huynh ấy làm mà là con. Tính tình của huynh ấy thật thà, cha đừng dọa huynh ấy nữa. Thấy Quách Tĩnh yếu thế Hoàng Dung liền ra mặt đỡ lời. Từ khi vợ mất, Hoàng Dược Sư xem con gái như tính mạng của mình nên vô cùng sủng ái. do đó nàng đã quen được cha cưng chiều không biết phép tắc lễ nghĩa gì cả, hôm đó bị cha mắng vài câu đã bỏ nhà ra đi biệt tích. Hoàng Dược Sư vốn nghĩ ái nữ lưu lạc giang hồ ắt sẽ chịu nhiều khổ sở nên bội ước lời thề độc để đi tìm, ngờ đâu gặp lại Tính Nết, cô vẫn như xưa lại còn ra sức bênh vực cho Quách Tĩnh, trong lòng ông ta lúc này bỗng trỗi tâm tư vừa ghen vừa giận. Lão ăn mày đó dạy ngươi công phu chân truyền đánh bại Mai Siêu Phong rõ ràng là muốn chê môn hạ của ta, chê ta võ công không bằng hắn nên đệ tử của ta cũng không bằng. Hoàng Dược Sư quay sang giận cá chém thớt đổ tội lên đầu Quách Tĩnh. Cha ai bảo đệ tử của Đào Đào Hoa không bằng người ta, để con gái cho cha xem. Hoàng Dung biết con gà tức nhau tiếng gáy nên tìm cách xoa dịu Hoàng Dược Sư. Nào để muội dùng công phu tầm thường cha dạy tỉ thí với võ công đắc y nhất của Hồng Thất Công. Hoàng Dung biết công phu Quách Tĩnh không hơn mình nhiều, hai người chỉ cần chiết giải vài chiêu ngang tài ngang sức cô nghĩ sẽ khiến cha mình bớt giận. Huynh không đánh lại muội được nên nhường huynh vài chiêu nhé. Quách Tĩnh vẫn còn e dè võ công của Hoàng Dung lần trước nên nói vậy. Xem chiêu, Hoàng Dung hét lớn xông tới, trường ảnh xuất ra vùn vụt, thanh thế vô cùng mãnh liệt, để vớt đuôi Hoàng Dược Sư. Đào Hoa Lạc Anh trưởng vũ cấp phong cuồng được cô sử ra ngay. Nội kình Hàng Long Thập Bát Trường được Quách Tĩnh quán vào hai tay nghênh đỡ. Quách Tĩnh dùng chiêu đối chiêu xong vì có lòng chiếu cố Hoàng Dung nên không xuất ra toàn lực, đương nhiên xuất hiện sơ hở. Tĩnh ca ca đắc tội nhé. Hoàng Dung nhận ra sơ hở lập tức tấn công, Quách Tĩnh liền bị trường của cô đánh trúng. Hoàng Dung tay đấm chân đá lực đạo không phải nhỏ khiến Quách Tĩnh mất đà ngã ngửa ra sau. Tĩnh ca gân cốt cường tráng mấy chiêu này chắc có thể chịu được. Nhưng nhìn thấy đôi trẻ diễn trò múa rìu qua mắt thợ, gương mặt của Hoàng Dược Sư lúc này rất khó chịu. Huynh chưa nhận thua à? Bực bội, Hoàng Dược Sư liền thổ kình vào hai chảo lao tới. Trò đùa này có gì đáng xem chứ? Hoàng Dược Sư biết Hoàng Dung diễn trò màn thưa che mắt, lập tức túm cổ hai người lại. Đối với Hoàng Dung, chảo của Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng đẩy ra, song với con rối Quách Tĩnh thì không được may mắn như vậy. Ông ta vận kình thật mạnh ném vật anh ta xuống đất. Quách Tĩnh thân ở trên không, toàn thân không điều khiển được, bị ngã cắm đầu xuống đất. Giữa lúc tính mạng như mảnh treo chuông, Quách Tĩnh dùng Giáng Long Thập Bát Trường đánh mạnh xuống đất hóa giải chiêu thức của Hoàng Dược Sư, rồi anh ta thuận thế bật người đáp xuống đất. Hoàng Dung biết nếu Quách Tĩnh ngã đau pha đó thì cha sẽ bớt giận, nhưng tình thế này thì thôi rồi Lượm ơi, thôi chết rồi. Ta không có đệ tử nào ra hồn, đành tự thân tiếp ngươi mấy trường vậy. Hoàng Dược Sư chứng kiến công phu của Quách Tĩnh thì cảm phục vô cùng, nhưng mặt khác sự ganh tị lại càng lớn thêm, lòng đã giận nay càng thêm giận. Vãn bối có gan to tài trời cũng không dám khiêu chiến với tiền bối. Quách Tĩnh đã được lĩnh giáo bản lĩnh của Hoàng Dược Sư, công thêm uy danh của ông nên chắp tay cầu xin. Hừ, cút chiêu với ta ngươi chưa xứng đáng đâu, ta sẽ đứng đây bất động, ngươi cứ đem từng chiêu Giáng Long Trường tấn công. Nếu ta phải giơ tay ngăn cản hoặc có nửa bước tránh né thì sẽ tự nhận thua. Vãn bối không dám. Dù Hoàng Dược Sư đã nói như vậy nhưng Quách Tĩnh vẫn cảm thấy lo ngại, phần nhiều là vì anh không muốn mạo phạm tiền nhân. Không dám cũng phải dám, Hoàng Dược Sư tiếp tục dồn bức. Ông ta chẳng qua là muốn mượn lực đả lực, đã tới nước này thì không động thủ không được, đành phải tiếp ông ta mấy trường. Biết tâm tư Hoàng Dược Sư khó chịu vì học trò bị võ công của mình đánh bại nên giờ kiếm chuyện chốt giận. Mau động thủ đi, nếu ngươi không xuất chiêu thì ta sẽ ra tay đấy. Tiền bối đã có lệnh, vãn bối không dám bất tuân. Tiến thoái lưỡng nan, Quách Tĩnh miên cưỡng xuất chiêu đánh tới. Cáng Lòng Hiếu Hối được Quách Tĩnh sử ra với 6 thành công lực, phần vì sợ Hoàng Dược Sư bị thương, phần vì sợ phản lực lớn nên bảo lưu một phần hộ thể. Quách Tĩnh chạm vào được vào người Hoàng Dược Sư nhưng cảm giác như chạm phải cột mỡ, lỡ đả anh ta không thể thu tay, cả thân hình cũng mất chớn lao đi. Cái gì, nhà ngươi dám xem thường ta à? Ngươi sợ ta không chịu nổi Giáng Long Trường thần diệu uy mãnh của ngươi ư? Với con mắt nhà nghề Hoàng Dược Sư nhìn cái là biết ngay nên bực càng thêm bực. Vãn bối không dám. Bị bóc mẽ, Quách Tĩnh không dám lưu lực nữa, lập tức bước dài lên phía trước, hai tay đưa lên tung Kiến Long tại điển, tấn công nhanh như chớp, khi thế lần này vô cùng mạnh mẽ đánh vào Hoàng Dược Sư. Không thể ngờ trường thế vừa đến cách Hoàng Dược Sư một thốn thì khựng lại, không cách gì tiến thêm được nữa. Vậy mới giống chứ, vì đã từng giao phong ở Hoa Sơn luận kiếm nên Hoàng Dược Sư biết rất rõ uy lực của Giáng Long Thập Bát Trường. Thấy Quách Tĩnh đánh thật tình, ông ta lộ vẻ mặt ưng ý. Kình ảnh loang loáng hiện lên phía trước của Hoàng Dược Sư, lúc này như có bức tường vô hình dựng ngay trước ông ta vậy. Trường này dù đã dốc toàn lực nhưng Quách Tĩnh như đánh vào cột sắt, bất lực như chuồn chuồn lay cột, không chút suy chuyển gì. Bỗng một cơn đau tái tê trỗi lên cổ tay của Quách Tĩnh đã bị chật khớp, anh ta hoảng hốt đảo người lôi lại ra sau mấy bước. Người cũng nên nhận của ta một trường để xem trường pháp của lão ăn mày đó lợi hại hay võ công của Đào Đào Hoa ta lợi hại. Hoàng Dược Sư cao hứng liền muốn ra tay, nhưng Quách Tĩnh lành lặn còn không chạm vào được người ông ta, huống hồ bây giờ tay lại đang bị chật khớp. Cha Hoàng Dung nhận thấy tình hình không ổn áp lắm nên thét lớn hỏng ngăn cha lại. Hoàng Dược Sư vừa ra tay, trưởng phong đã rít lên uy mãnh, chiêu thế phát ra uy lực bao trùm khiến Quách Tĩnh cảm thấy nghẹt thở. Cha đừng, xin cha đừng đánh. Hoàng Dung biết lời nói là không đủ để ngăn cản Hoàng Dược Sư nên lao thân mình vào chắn trước mặt của Quách Tĩnh. Hoảng hốt hết hồn, Hoàng Dược Sư lập tức biến chiêu hóa trưởng thành chỉ chuyển lực đi nơi khác. Hoàng Dược Sư từ cương hóa nhu nhẹ nhàng đẩy Hoàng Dung ra xa. Tình huống này tuy oái oăm nhưng nhờ đó mà ta mới biết tu vị của Hoàng Dược Sư đã đạt đến cảnh giới phi phàm thu phóng tùy ý. Thấy tình hình căng như dây đàn, Giang Nam Lục Quái liền từ bên trong nhà xông ra. Thấy Đồ Nhị Yêu Dấu bị ăn hiếp, họ nhất tề xông tới Hoàng Dược Sư tấn công để bảo vệ đồ đệ. Hoàng Dược Sư thấy nguy bất loạn, không hề đánh mất uy phong, chủ động lấy công đối công. Toàn Kim Phát và Hàn Tiêu Anh lao vào trước tiên. Trong chớp mắt, cái đòn càn và thanh trường kiếm trong tay hai người đều đã bị chỉ lực của Hoàng Dược Sư làm cho gãy nát. Trường ảnh phi thiên, nhân ảnh loạn vũ, động tác của Hoàng Dược Sư như nước chảy mây trôi, thật là đẹp mắt. Chiêu vô hư phát chốc lát đã đẩy lui lực quái ra xa, tác phong ông ta thư thái như không hao tổn chút sức lực nào. Cha, nếu cha nhất quyết muốn giết huynh ấy, con sẽ không nhìn nhận cha nữa. Hoàng Dược Sư nghe con gái nói vậy thì không khỏi giật mình. Hoàng Dung nói xong phóng thật nhanh qua bức tường bỏ đi. Hoàng Dược Sư bỗng cảm thấy tim mình nhói đau, chuyến đi này của ông ta chỉ mong cha con trùng phùng, nào ngờ vừa gặp mặt đã vội phân ly. Nhìn lại thấy Chu Thông đang nắn gân khớp lại cho Quách Tĩnh, lửa giận trong lòng ông ta lại bừng bừng bộc phát. Bảy sư đồ các ngươi biết điều thì tự tận đi, đừng để ta phải ra tay, nếu không e là sẽ đau khổ hơn đấy. Hoàng Dược Sư lúc này ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái, nhưng vì bị Hoàng Dung đe dọa nên không dám động tay chân với đám người này. Nam tử Hán đại trượng phu chết không sợ há lại sợ khổ sao? Giang Nam Lục Quái tuy tài không bằng người nhưng lời nói thì không bao giờ chịu thiệt lấy một câu. Trần Huyền Phong tiền bối là do vãn bối giết, các sư phụ vốn không có liên can, có trách tội thì một mình vãn bối nhận là đủ rồi. Quách Tĩnh cảm thấy không, nguyên nhân chính là do mình nên tiến tới nhận trách nhiệm. Các sư phụ đều không phải là đối thủ của Hoàng Dược Sư, chỉ vì mình há lại để cho họ phải mất mạng oan uổng. Hoàng Dược Sư thấy Quách Tĩnh 5 lần 7 lượt nhận trách nhiệm không hề thoái thác, gương mặt cũng trùng xuống trầm ngâm. Chỉ là vãn bối thân còn mang nặng thù cha chưa báo, chỉ xin đảo chủ có thể gia hạn thời gian thêm cho vãn bối. Sau 1 tháng nữa vãn bối sẽ đích thân đến đảo Đào Hoa chịu tội với ngài. Nghe ra cũng hợp lý, lọt tay, cộng thêm Hoàng Dược Sư lúc này cũng đã nguôi giận, lại nhớ đến con gái đã bỏ đi đâu mất nên không còn tâm trạng nào để lý sự cùn với Quách Tĩnh. Chỉ hừ lên một tiếng, ông ta xoay người triển thân bỏ đi, thoát một cái chỉ còn thấy chiếc áo choàng phất phới khuất sau màn đêm. Lục Quái thì hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì nguyên nhân gì Hoàng Dược Sư lại bỏ đi sau câu nói của Quách Tĩnh. Họ bắt đầu suy diễn ra viễn cảnh ông ta sẽ có những mưu đồ thâm độc hơn với anh ta. Lục vị sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta quyết không để họ bị liên lụy. Hoàng Dược Sư đi rồi Quách Tĩnh mới nhẹ đi gánh lo trong lòng. Lục Thừa Phong liền mời Lục Quái và Quách Tĩnh vào trong nghỉ ngơi, nhớ lại những biến cố vừa xảy ra không ai nói nổi nên lời. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàn Nhan Khang và đoàn tướng quân đang đứng trong góc phòng lủi thủi. Ta đã nhận lời với sư phụ ngươi, tất sẽ để người đi. Nghe vậy Hoàn Nhan Khang liền hỏi, vị đoàn tướng quân này ông cũng để đi cùng tôi chứ? Được Hoàn Nhan Khang nói giúp một tiếng, đoàn tướng quân không khỏi khấp khởi vui mừng. Ân cứu mạng của đại anh hùng bỉ chức Đoàn Thiên Đức đến chết cũng không quên. Các vị huynh đài đây nếu có dịp tới kinh thành, tiểu tướng sẽ tận tâm thiết đãi. Quách Tĩnh nghe 3 chữ Đoàn Thiên Đức từ miệng ông ta thốt ra bỗng giật mình, thấy như có dòng điện cao áp chạy qua người, lời căn dặn của mẫu thân anh ta lại hiện ra. Tĩnh nhi, con phải nhớ lấy kẻ thù giết cha con tên là Đoàn Thiên Đức. Ngươi là Đoàn Thiên Đức 18 năm trước làm võ quan ở Lâm An ư? Đúng thế, làm sao tiểu anh hùng này lại biết vậy? Câu trả lời làm gương mặt của Quách Tĩnh liền tối sầm lại, ánh mắt của anh ta nhìn hắn từ đầu đến chân không nói một lời, máu nóng trong người anh ta lập tức sôi lên sùng sục. Còn đám Lục Quái cảm thấy rất vui, nghĩ rằng lưới trời lồng lộng đã báo ứng hôm nay, năm đó chưa tìm vạn dặm không kiếm được y, không ngờ hôm nay lại gặp y ở đây. Trang chủ tại hạ muốn mượn ông mấy thứ. Quách Tĩnh thì ra mượn bút mực và một cái linh vị rồi nhờ Chu Thông viết lên đó 8 chữ, Quách nghĩa sĩ khiếu thiên chi linh vị. Đoàn Thiên Đức vừa nhìn thấy hồn vía đã bay lên mây, ngươi muốn chết nhẹ nhàng hay giày vò từng chút một? Ngữ khí của Quách Tĩnh lúc này thay đổi hoàn toàn so với lúc bình thường. Vừa nghe tới đó Đoàn Nguyên Đức đã sợ hãi té cả ra quần. Lão thái gia Quách nghĩa sĩ của cậu không may bị mất mạng, tuy có chút liên quan đến tiểu nhân nhưng thật ra là thân bất do kỳ, tất cả đều làm theo mệnh lệnh ở trên. Đoàn Thiên Đức quỳ mọp run rẩy giải thích. Nhưng Quách Tĩnh vẫn giơ cao tay vận lực ép mạnh xuống đầu Đoàn Thiên Đức, chỉ cần anh ta xuất kình là có thể báo thù an ủi cho vong linh của cha mình. Ai là người sai ngươi đến hại cả nhà ta, mau hãy nói ra. Quách Tĩnh nghe Đoàn Thiên Đức nói vậy thì chưa vội xuống tay truy vấn hắn, nói ra kẻ chủ mưu là Lục thái tử của nước Đại Kim Quốc, người đó chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương gia. Người nói cái gì? Nghe lời khai của Đoàn Thiên Đức, Hoàn Nhan Khang như có sét đánh ngang tai. Đoàn Thiên Đức bị dồn bước đến đường cùng đâu còn dám giấu giếm điều gì, lúc này y chỉ mong đổ tội lên đầu kẻ khác, hỏng mong nhẹ gánh. Đoàn Thiên Đức lập tức kể rõ năm đó Hoàn Nhan Hồng Liệt đem lòng trộm yêu Bao Trì Nhược, vợ của Dương Thiết Tâm, hắn ta dùng tiền bạc đốt lót cho quan tham triều Tống rồi phái binh lính đến Ngưu Gia thôn sát hại hai người Quách Dương. Còn bản thân thì giả vờ là người quân tử, thấy nghĩa thì làm, lựa thời cơ cứu Bao Tích Nhược. Chuyện ông ta chạy đến Trung Đô như thế nào, gặp Kim Bình Lôi chạy tới Mông Cổ lần trốn, trong đám loạn binh bị lạc mất mẹ của Quách Tĩnh ra sao, lý do tại sao lại tới Lâm An và từ đó thuận đường thăng quan tiến chức như thế nào, hắn nhất nhất đều kể ra hết. Đoàn Thiên Đức kể rồi lại khóc lóc cầu xin tha mạng, Quách Tĩnh mặt đanh lại như đá không nói năng gì. Thái độ đó làm trong lòng hắn càng như nước sôi lửa đốt, vội hướng về phía linh vị Quách Khiếu Thiên liên tiếp dập đầu. Quách lão gia linh hồn ông trên trời ắt hẳn biết rõ, kẻ sát nhân chính là tên xúc sinh Hoàn Nhan Hồng Liệt chứ nào có phải là hàng kiến bọ nhãi nhép như tôi. Hoàn Nhan Khang nghiến hai hàm răng lại lộ vẻ mặt phẫn nộ. Quách lão gia cốt nhục thân sinh của ông lớn lên khi thế khẳng khái, tướng mạo anh hùng như vậy, ông trên trời có linh thiêng trong lòng chắc cũng vui sướng lắm, mong ông phù hộ bảo cậu ấy tha cho cái mạng chó của tôi. Bất ngờ cửu âm bạch cốt chảo trong tay Hoàn Nhan Khang toàn lực bổ xuống, lúc này Hoàn Nhan Khang đã không còn nhịn được nữa nên bổ chảo vào đầu Đoàn Thiên Đức. Năm ngón tay anh ta như mũi dùi chảo lực đã xuyên thủng hộp sọ của Đoàn Thiên Đức, tức khắc Đoàn Thiên Đức chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngã vật ra đất cấm rẫy. Cha, kẻ thù sát hại cha năm xưa đã phải đền tội rồi, cha trên trời có biết, xin hãy yên nghỉ. Nhìn thấy Quách Tĩnh đã báo được thù, cha Giang Nam lục quái chứng kiến cũng thấy vui lây. Mọi người cùng khấn vái hành lễ trước linh vị Quách Khiếu Thiên, trong lòng dậy lên bao nỗi tiếc thương. Hoàn Nhan Khang lúc này cũng quỳ xuống đất hướng về bài vị của Quách Khiếu Thiên mà bái lạy, dập đầu mấy cái. Trong lòng anh ta nghĩ đến những tủi nhục mà mẹ mình đã phải trải qua, không kìm được hai hàng lệ chua xót. Quách huynh hôm nay đã rõ kẻ thù của mình chính là tên Hoàn Nhan Hồng Liệt, tiểu đệ trước nay không rõ đã làm nhiều chuyện trái với lương tri đạo nghĩa, tội thật đáng muôn thác. Bây giờ đệ tính thế nào? Nghe Hoàn Nhan Khang nói lời thức tỉnh, Quách Tĩnh liền hỏi. Tiểu đệ hôm nay mới rõ mình là người nhà họ Dương, thân này chẳng chút can hệ gì đến hai tiếng Hoàn Nhan, nên từ nay về sau xin lấy lại tên mình là Dương Khang. Được, như vậy mới là hảo hán không quên nguồn cội của mình, ngày mai ta sẽ lên đường tới Yến Kinh Dê, kẻ thù đệ cùng đi với ta chứ. Dương Khang cúi đầu không nói, vì anh ta nghĩ đến cái ơn dưỡng dục của Hoàn Nhan Hồng Liệt suốt bao năm qua nên nhất thời trù trừ không đáp. Tiểu đệ sẽ theo đại ca đi báo thù, nhưng rồi anh ta cũng đứng phát dậy nói lên chủ ý của mình. Hảo, thấy điều đó Quách Tĩnh vui mừng lắm. Người cha quá cố của đệ và mẹ ta từng nói năm đó tiên phụ cùng Dương thúc thúc có ước hẹn, mong hai ta sau này có duyên kết nghĩa huynh đệ, đệ nghĩ sao? Được vậy thì còn mong gì hơn, hai người bằng tuổi nhau. Quách Tĩnh ra đời trước Dương Khang một tháng nên làm sư huynh, đứng trước linh vị Quách Khiếu Thiên và sự chứng kiến của Lục Quái cùng Lục Thừa Phong, hai người lại kết nghĩa huynh đệ. Dương Khang hỏi Mai Siêu Phong lấy lại đoàn kiếm có khắc tên Dương Khang trao cho Quách Tĩnh làm tín vật kết nghĩa, còn thanh kiếm có khắc chữ Quách Tĩnh thì phải đợi gặp lại Hoàng Dung lấy lại thì mới có thể trao cho Dương Khang. Dưới sự sắp xếp của cha con Lục Thừa Phong, đêm hôm đó mọi người nghỉ ngơi tại Lục Gia Trang, Quách Tĩnh vẫn trú thân tại căn phòng phía tây. Nhìn sang căn phòng bên cạnh, anh ta nhớ tới Hoàng Dung Giang một mình phiêu bạt bên ngoài không biết tình hình ra sao nên thao thức không tài nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh cùng Dương Khang từ biệt cha con Lục Thừa Phong, 8 người họ lên thuyền rời khỏi Gia Trang. Đệ tử và Dương huynh đệ quyết lên phía Bắc để lấy đầu Hoàn Nhan Hồng Liệt, mong các vị sư phụ chỉ dạy. Cuộc hẹn Trung Thu vẫn còn sớm, bọn ta cũng không có việc gì gấp, hay là bọn ta đi cùng con để cùng hoàn thành đại sự này nhé. Kha Trần Ác lên tiếng muốn được giúp Quách Tĩnh một tay. Các vị sư phụ đối với con ân trọng như núi, tên Hoàn Nhan Hồng Liệt kia võ nghệ tầm thường, con lại có Dương huynh đệ trợ giúp nên lấy mạng hắn chắc là không khó. Mọi người vì đệ tử mà hơn 10 năm nay chưa về Giang Nam, hay là nhân dịp này về thăm cố hương đi, đệ tử không dám làm phiền thêm các vị sư phụ. Lục Quái thấy võ công của Quách Tĩnh đã có nhiều tiến bộ nên trong lòng cũng an tâm nghe theo lời Quách Tĩnh. Tĩnh nhi trung hậu thật thà, nói tất sẽ làm xong. Hoàng Dược Sư tính tình cổ quái, nếu đến cuộc hẹn ở đảo Đào Hoa sẽ lành ít dữ nhiều. Tĩnh nhi, cuộc hẹn ở đảo Đào Hoa con không cần phải đi đâu. Hàn Tiểu Anh cảm thấy rất lo lắng vì chuyện này nên buông lời can gián. Nếu đệ không đi thì chẳng phải là kẻ thất tín hay sao? Với hạng yêu tà quỷ quái đó thì cần gì mà phải nói đến tín nghĩa, đại ca đã quá câu nệ rồi. Hoàn Nhan Khang cũng hùa vào đồng tình với Hàn Tiểu Anh. Nhưng Kha Trần Ác thì khác, nét mặt lại căng lên. Chúng ta là kẻ học võ, lẽ nào lời nói ra không đáng một xu. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 vậy, ngày 1 tháng 7 chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Túy Tiên Lầu của Phủ Gia Hưng, rồi cùng con lên đảo Đào Hoa. Từ nay đến ngày đó chưa được một tháng, Dương Khang bị Kha Trấn Ác đả kích vài câu, trong lòng không vui, mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi đi ra chỗ khác. Giờ con cưỡi tiểu hồng mã đến Trung Đô báo thù nghĩa đệ của con, không cần đi theo cũng được. Nếu tâm nguyện của con có thể hoàn thành được thì cũng tốt, còn nếu không thì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chờ ngày sau lại đi giết ác tặc. Quách Tĩnh nghe đại sư phụ lo lắng cho an nguy của mình, chỗ nào cũng muốn theo thì cảm động khôn xiết, quỳ xuống bái tạ. Riêng Dương Khang lúc này còn giận, và anh ta cũng không có hứng thú với những chuyện này nên chỉ đứng nhìn ra sông nước. Nghĩa đệ của con xuất thân quyền quý, ta xem ra hắn không phải là hạng chính nhân quân tử, con phải nhất nhất cẩn thận. Dạ vâng, con gái của Hoàng Dược Sư và cha cô ta không giống nhau, chúng ta sau này không nên giận cô ta nữa. Tam đệ thấy thế nào? Con quỷ đó mắng ta là quả bí lùm, nó thì đẹp lắm sao nhưng dù sao cũng đẹp hơn ta. Hàn Bảo câu nói rồi cười lớn, khiến cho Lục Quái cũng vơi đi nỗi buồn ly biệt. Quách Tĩnh thấy chư vị sư phụ đã bỏ được hiềm khích với Hoàng Dung thì trong lòng rất vui mừng, nhưng cũng lại chợt buồn vì lúc này không biết Hoàng Dung đang ở đâu. Sau khi lên bờ, Quách Tĩnh và Lục vị sư phụ từ biệt nhau, đường ai nấy đi. Quách Tĩnh dẫn con tiểu hồng mã cùng với Dương Khang đứng bên đường, đưa mắt tiễn đưa Giang Nam Lục Quái. Hiền đệ, ngựa này của ta chạy rất nhanh, đi Yên Kinh chỉ hơn 10 ngày là tới nên ta tiễn đệ đi trước mấy ngày. Được thôi. Quách Tĩnh mua một con hắc mã ở trấn gần đó rồi cùng Dương Khang hướng về Yên Kinh, hai người men theo đường cái quan mà đi. Trên đường đi, Dương Khang tinh thần lúc này bất ổn, cứ mải suy nghĩ về những chuyện đã qua. Một tháng trước lúc đến phương Nam, người ngựa hai bên uy phong là thế, lúc này quay về đất Bắc vinh hoa phú quý ngày trước chỉ còn là giấc mộng trường xuân. Đại ca không muốn ta cùng đi Trung Đô hành thích cốt là để tránh phiền phức cho ta, nhưng ta lẽ nào lại âm thầm báo cho phụ vương, không phải là cho Hoàn Nhan Hồng Liệt biết để chạy trốn. Nói gì thì nói, từ khi mở mắt đến giờ người mà Hoàn Nhan Khang biết là cha chỉ có Hoàn Nhan Hồng Liệt, và lại ông ta lại còn đối xử rất tốt. Hai vị phải chăng là Quách gia và Dương gia? Cơm rượu đã chuẩn bị từ lâu mời hai vị dùng. Tên tiểu nhị vừa thấy hai người đã gọi đúng danh tính khiến họ không khỏi thắc mắc, sao ngươi biết bọn ta? Sớm nay đã có người đến dặn dò nói rõ tướng mạo của hai vị. Quách Dương bảo tiểu quán chuẩn bị rượu thịt, Lục trang chủ của Quy Vân Trang thật là khách khí. Bọn Quách Tĩnh vào quán đã thấy một mâm cỗ đầy bàn đủ hương vị màu sắc, bèn đánh chén một bữa no say. Ăn xong đứng dậy họ trả tiền, nhưng không ngờ là đã có người thanh toán rồi. Hai người tiếp tục lên đường, gần tối là đến Kim Tương quán, bên đường cũng đã chuẩn bị xong rượu thịt. Quách Tĩnh khen ngợi Lục trang chủ quả nhiên là người khẳng khái hiếu khách. Người này cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ vung tiền mua chuộc anh hùng hào kiệt nên mới làm chủ quần hùng Thái Hồ. Thấy Quách Tĩnh hết lời khen ngợi Lục trang chủ, Dương Khang nóng mặt liền nói: Lục trang chủ là sư thúc của đệ, sao có thể nói ông ấy như vậy chứ? Mai Siêu Phong tuy dạy đệ võ công nhưng cũng không thể xem bà ta là sư phụ. Tả môn cửu âm bạch cốt chảo, nếu đệ biết sớm thì ngày ấy đã không học nó, khiến hôm nay rơi vào bước đường cùng. Sư đệ nói cũng có ý đúng, sư phụ Trường Xuân chân nhân của đệ võ công tinh thâm lại là huyền môn chánh tông. Đệ hãy cứ thật lòng giải bày với sư phụ, từ nay chuyên cần luyện võ, tin rằng ông ấy rồi cũng sẽ tha thứ cho đệ thôi. Thấy Quách Tĩnh lo cho mình như vậy, Dương Khang cũng cảm thấy vui trong lòng. Liên tiếp 3 ngày sau đó, hai người đi đến đâu cũng đã có người chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. Thấy thực đơn toàn những món ưa thích của mình, Quách Tĩnh trong lòng nảy sinh mối hồ nghi. Nếu là do cha con Lục Thừa Phong chuẩn bị trước thì họ làm sao mà biết được khẩu vị của anh ta. Quách Tĩnh sau khi bàn bạc với Dương Khang thì một mình đi trước thăm dò. Quách Tĩnh thúc ngựa chớp mắt đã qua 3 trạm, quả nhiên không có người tiếp đón. Anh ta bước vào quán trọ lớn nhất vùng nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó, Quách Tĩnh trốn ở quán trọ đối diện theo dõi, quả nhiên thấy có người tới dặn dò trả tiền phòng cùng thức ăn nước uống cho hai người ngày mai. Hình dáng người đó không phải Hoàng Dung thì là ai được chứ? Dung Nhi chơi trò bí mật mà ta lại không nhận ra, được lắm, đợi có cơ hội ta sẽ trêu chọc lại. Quách Tĩnh khi biết được chân tướng thì vui mừng lắm. Hoàng Dung sau khi rời quán trọ thì một mình chạy về hướng ngoại thành, Quách Tĩnh liền dùng khinh công âm thầm theo sau cô ấy. Hoàng Dung đến bên một bờ suối nhỏ, ngồi xuống dưới một gốc liễu rồi lấy từ trong bọc ra 2 con búp bê làm bằng đất sét, còn thêm 2 cái chén nhỏ nặn bằng đất rồi bắt đầu chơi đùa với chúng. Đây là Dung Nhi, còn đây là Tĩnh ca ca, hai người ngoan nào ngồi đối diện với nhau nha. Đúng rồi. Quách Tĩnh bước nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, âm thầm từ phía sau tiến tới chỗ của Hoàng Dung. Hoàng Dung vẫn không hay biết cô đang bỏ hoa cỏ lá cây vào chén nhỏ rất cẩn thận. Chén này là Tĩnh ca ca ăn, món này là do Dung Nhi nấu. Tĩnh ca ca thấy có ngon không? Quách Tĩnh thấy buồn cười xen lẫn hạnh phúc, không nhịn được liền đáp: Ngon, ngon lắm. Tĩnh ca ca. Vừa thấy Quách Tĩnh xuất hiện, Hoàng Dung liền cười reo lên, khuôn mặt sáng ngời rạng rỡ. Huynh, sao huynh lại biết muội ở đây? Tuy chỉ cách xa ngắn ngủi vài ngày mà nhớ nhung vô bờ, giây phút trùng phùng khiến tình cảm của hai người càng thêm sâu đậm. Lúc này cả đất trời dường như chỉ dành cho hai người họ, tất cả ân oán tranh đoạt trên giang hồ dường như chẳng còn liên quan tới họ. Tĩnh ca ca muội nhớ huynh lắm. Nguyệt Bạch phong tình, Thùy Liễu kinh phất, Tiểu Khê lưu thủy, Trùng Thanh tức tức, tứ ngoại lưu tịch, hảo nhất biên thùy, nhân tâm thần đích, mỹ cảnh lương thần. Bài thơ đã nói lên hết tình cảm và khung cảnh xung quanh hai người lúc này. Hai người ôm chặt lấy nhau thật lâu mới rời ra, rồi lại ngồi dựa vào gốc cây liễu êm chuyện xảy ra mấy ngày gần đây kể lại cho nhau nghe. Tuy chỉ là mấy ngày mà như đã mấy tháng mấy năm chưa gặp nhau, chuyện nhiều vô cùng. Lúc đó cha muội muốn giết huynh, mọi người vô cùng hoảng hốt, nên muội đã nói là nếu ông ấy giết huynh thì sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt ông ấy nữa. Hoàng tiền bối tha cho ta là vì ái nữ tình thâm. Hai người nói chuyện hàn huyên đến lúc trăng lên đỉnh đầu. Hoàng Dung trong lòng vui sướng từ từ nhắm mắt, rồi lại nói trong mơ ngủ cô gục đầu vào trong lòng Quách Tĩnh thiếp đi. Quách Tĩnh sợ đánh thức Hoàng Dung, Liễu Dung cũng chẳng dám động nhẹ. Được một lúc thì anh ta cũng chìm vào giấc ngủ. Khi đó có hai người áo quần rách rưới đang đi theo con đường mòn bên suối nói chuyện lớn tiếng không nghi kỵ gì. Dư đại ca, chúng ta đã tìm ra chỗ ở của tiểu thư nhà họ Trình, sao không đến chuẩn bị cho sớm đi. Hai người này một gầy một béo tay cầm đao lớn. Sư thúc đã điều tra rõ hết cả rồi, để tốt cho việc bố trí đã dặn dò chúng ta đến báo ứng ở thành Bắc tiếp sức cho sư thúc. Bọn Quách Tĩnh nghe tiếng nói chuyện thì giật mình tỉnh dậy. Hoàng Dung nháy mắt ra hiệu cho Quách Tĩnh không được lên tiếng mà im lặng quan sát tình hình. Té ra Giang Đông xà Vương Lê Sinh lão nhân ra tự mình thân chinh xuất mã, việc này nhất định sẽ thành công, ha ha. Chúng ta phải mau đi tập hợp các huynh đệ khác không lại hỏng việc. Tĩnh ca ca, không biết bọn chúng nói đi tìm tiểu thư nhà họ Trình để làm gì vậy ta? Đây hẳn là những đệ tử của cái bang mà sư phụ từng đề cập, không rõ họ tập hợp ở đây là có âm mưu mờ ám gì, chúng ta cứ tùy thời mà ra tay giúp người. Đương nhiên rồi, không biết những người này có đúng là thủ hạ của Hồng lão nhân gia không nhỉ? Chắc không đúng đâu, Thất Công nói tất cả ăn mày là do ông ấy quản, xem chừng bọn người này chỉ là mạo danh cái bang. Hoàng Dung liền đứng dậy vươn vai vì mới ngủ một giấc, ăn mày trong thiên hạ này có đến hàng ngàn hàng vạn người, Thất Công bản lĩnh tuy lớn song khó lòng mà quản lý tốt từng người một được. Đúng thế, Thất Công với chúng ta ân trọng như núi khó mà báo đáp, nếu chúng ta giúp ông ấy quản lý bọn ăn mày xấu hẳn là ông ấy sẽ rất vui. Quách Tĩnh và Hoàng Dung lập tức hành động, dùng khinh công bám theo hai gã ăn mày, đến giữa đường lại thấy chúng hội họp với thêm hơn chục tên ăn mày nữa, rồi cả bọn kéo nhau tiến về phía Bắc. Phía Bắc ngoại thành Bảo Ứng có một trang viện lớn được xây dựng giữa rừng hoang, ánh sáng trong trang mập mờ xem chừng nặng nề, âm khí không giống nơi có người đang sinh sống. Lưu thị Bảo Ứng vốn là một dòng tộc lớn đời Tống. Từ đường này quy mô vốn rất rộng, nhưng nhiều lần bị kim binh vượt sông phóng hỏa đốt phá nên Lưu thị dần trở nên sơ xác. Đám ăn mày hướng phía từ đường tìm chỗ thuận tiện ẩn thân nằm sát đất mai phục, Quách Tĩnh Hoàng Dung thì trèo lên mọt cành cây cao ngồi vắt vẻo quan sát bọn chúng. Một lát sau bỗng xuất hiện 8 cái bóng trắng theo đường lớn chạy tới, trong số đó có 4 người khiêng một cái bao bị cột chặt, hình như là có người bị cuốn trong bao tiến vào bên trong từ đường. Ô, bọn này chẳng phải chính là tỳ thiếp đệ tử của tên Âu Dương Khắc đó sao? Bọn ăn mày đối đầu với Âu Dương Khắc thì chắc không phải người xấu rồi, chẳng lẽ họ thật sự là đệ tử cái bang sao? Vì cái bang ít dính dáng đến chuyện thị phi nên Hoàng Dung cũng không khỏi bất ngờ nghi hoặc. 8 bạch y nữ khiêng cái bao lớn vào trong phòng, bên trong đèn đuốc được thắp sáng trưng. Bọn Quách Tĩnh thấy sự việc có chiều kỳ lạ bèn nhanh chóng hành động, vòng ra bức tường phía sau từ đường dòm vào qua cửa sổ phòng lớn. Bọn họ thấy trong phòng thắp một dàn nến sáng trưng, lại có rất nhiều thân chủ bài vị bên trên chính điện. Trên rèm nhà còn có treo rất nhiều bức hoành phi ghi lại tên tuổi của những người có công trong Lưu thị tộc. 8 bạch nữ đặt cái bao xuống giữa phòng rồi đứng lui ra sau vài bước. Một vị công tử tuấn tú khôi ngô ngồi phe phẩy nhẹ chiếc quạt, người đó chính là thiếu chủ Bạch Đà Sơn Trang Âu Dương Khắc. Hì hì, Âu Dương Khắc nhìn ra cửa lớn mỉm cười, bằng hữu phương xa tới thăm cớ sao chẳng chịu vào tương kiến mà núp lùng ngoài đó làm chi. Thì ra Âu Dương Khắc từ sớm đã biết bên ngoài có người mai phục. Bọn người bên ngoài từ đường tuy biết hành tung đã bại lộ nhưng nhất thời lúc này không dám manh động nên vẫn chưa ho he lên tiếng. Không ngờ Trình gia mỹ nhân lại mời được tới đây dễ dàng quá, nói rồi Âu Dương Khắc hét lớn cầm quạt đánh mạnh vào bao bố để trên sàn. Ngay lúc nguy cấp cái bao lại bị rạch từ bên trong trước khi quạt được đánh tới, một bóng người phi thân ra đã tránh được thế công của Âu Dương Khắc. Hóa ra người đó chẳng phải là tiểu thư Chi Cả mà là một gã ăn mày tuổi chừng ngũ tuần, thân thể hết sức tráng kiện, ông ta là Giang Đông xà Vương Lê Sinh. Chân vừa chạm đất Lương Sinh liền phóng phi đao vào Âu Dương Khắc, động tác của ông ta hết sức nhanh lẹ. Âu Dương Khắc đã sớm tiên liệu nên có phòng bị sẵn, quạt trên tay đã đưa ra gạt văng phi đao. Phi đao bị gạt đổi hướng cắm lên trần nhà, đại hy pháp thật là cao minh, đại mỹ nhân lại hóa ra là tên ăn mày này, hừ. Trong vòng 3 ngày quanh vùng này đã mất tích đến 4 cô nương, chuyện tốt đẹp như vậy có phải do các hạ làm hay không? Lương Sinh quát hỏi nhưng Âu Dương Khắc nhất thời không đáp, chỉ phe phẩy quạt. Bảo Ứng huyện vốn không nghèo cứ sao con dân lại toàn ăn mày thế này. Thay vì trả lời Âu Dương Khắc lại buông lời khinh miệt, do bên trong phát sinh nội tình phức tạp nên hai người Quách Tĩnh càng dễ dàng thong dong theo dõi. Lê Sinh vốn là đệ tử tám túi của cái bang nên hành tung kỳ tôn, võ công cao cường trong bang là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Lại nói về nạn hái hoa của dâm tặc, trong thành Lê Sinh vì nghĩa bất dung gian cùng quần hùng cái bang và sư Điệt Dư Hung quyết điều tra cho rõ. Quần cái vô tình phát hiện bên ngoài nhà Trình gia có đám người khả nghi đi lại, lại đoán biết mục tiêu tiếp theo của dâm tặc ắt là đại tiểu thư của nhà họ Trình giao gia nên lên kế hoạch theo dõi. Trình tiểu thư tuy không phải là người trong võ lâm, nhưng vốn là đệ tử tục gia của Thanh Tịnh tàn nhân Tôn Bất Nhị trong Toàn Chân Thất Tử nên xem như có chút quan hệ với cái bang. Hai bên liền hợp sức quyết định dùng kế đối phó với tên dâm tặc. Lê Sinh nhân lúc đêm tối giả làm Trình giao gia trốn trên giường của nàng. Đám thê thiếp của Âu Dương Khắc không biết có sự tráo đổi này nên đã trói nhầm Lê Sinh mang về. Lê Sinh vốn đợi thời cơ Âu Dương Khắc mở bao bố sẽ tiên phát chế địch, không ngờ rằng hắn đã sớm biết có huyền cơ. Người mau thả bốn cô nương kia ra, mấy cô nương đó thì có gì hay ho cơ chứ, nếu ông cần ta sẽ nể mặt cái bang tăng cho ông cũng không hề gì. Ăn mày quen ăn cua chết, có lẽ đối với ông thì mấy cái xác đó cũng là bảo bối rồi. Lê Sinh nghe Âu Dương Khắc thốt ra những lời đê tiện thì lửa giận liền bừng bừng bốc lên, lập tức tung trưởng tấn công. Ông ta cũng biết hàng long trưởng sao, trưởng này ta chưa từng được học qua. Lòng chiến vũ giã được Lê Sinh xuất ra trưởng kình vô biên bất thối, cương mãnh vô thù, áp lực nhanh chóng bao trùm lấy Âu Dương Khắc khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Một trưởng vô tiền khoáng hậu này của Lê Sinh chính là một trong ba chiêu mà Quách Tĩnh chưa được học của hàng long thập bát trưởng. Lê Sinh tám túi xuất long chiến vô dã ra quyết tâm thu phục tên dâm tặc Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thấy trưởng thế của Lê Sinh tuy tầm thường nhưng lại ẩn tàng cả công lực âm nhu lẫn dương cương vô cùng lợi hại, nhất thời chưa hiểu rõ đối thủ nên không dám nghênh chiến, chỉ nghiêng người nhanh chóng né tránh. Trưởng lực cách không đánh thẳng vào bức tường khiến đất đá văng tung tóe khắp phòng, bụi bay mù mịt, uy lực quả không hề nhỏ. Âu Dương Khắc liền phóng người ra phía sau trả đòn, chiêu thức hắn sử ra vô cùng tàn bạo, nhắm ngay đốt sống cổ thế quạt lao tới như mũi dùi. Lê Sinh không kịp né tránh, thục người lấy công thế thủ thuận chân xuất tiêu giao du bằng hoàng ngọa kỳ tắc tiêu giao ngọc kỳ hạ đá vào Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc để lỡ thế công vội lui người ra sau, Lê Sinh phản công trong thế bất lợi nên không thể đá trúng. Đây là chiêu số của tiêu giao du, tay chân của y vụng về khác với tư thái phiêu diêu phải có trong quyền pháp tiêu giao du. Âu Dương Khắc vừa lui đã tiến tấn công không ngừng, chiếc quạt lúc gấp và lúc mở ra vô định, lúc bạt lúc tước, lúc điểm lúc đá, biến hóa vô phương. Chiêu số của hắn vừa tinh thâm vừa nhanh lẹ khiến cho Lê Sinh lúc này chỉ còn nước căng mình chống đỡ. Khi đó đám quần cái bao quanh bên ngoài thấy Lê Sinh đối địch quyết liệt nhưng chưa đạt mục đích liền ùa vào, dưới sự dẫn dắt của Dư Hùng, tất thảy đám người hùng hổ tiến vào phong tỏa cửa lớn. Trong nháy mắt hai người đã qua lại 30-40 chiêu. Lê Sinh lúc này tỏ ra yếu thế hơn Âu Dương Khắc, liên tiếp bị dồn bức rơi vào thế hung hiểm. Lòng chiến vũ giã mỗi lần nguy cấp lại được tung ra, Lê Sinh đều phải dựa vào một chiêu này để hóa giải thế nguy, may mà chưa thất thế nhiều. Quách Tĩnh nghĩ lại ngày trước mình cũng chỉ một chiêu cáng lòng hiu hối đối đầu với Lương Tử Ông, nhìn lại Hồng Thất Công đối với nhân vật chủ chốt trong cái bang mà cũng không truyền quá một trường. Quách Tĩnh vốn không phải là người trong bang lại được truyền những 15 chiêu, trong lòng anh ta cảm kích vô cùng. Thì ra Hồng Thất Công chỉ truyền cho ông ta một trường, Hoàng Dung lúc đó cũng nhận ra điều này. Âu Dương Khắc đánh lâu nên đã biết Lê Sinh chỉ có một chiêu này là lợi hại, bèn thay đổi chiến thuật lựa thế vòng ra tập kích sau lưng. Lê Sinh tay chân dần trở nên luống cuống không thể trả đòn, đã để cho Âu Dương Khắc một phen đắc thủ, chúng phải chiêu này lập tức ông ta trọng thương thổ huyết đầy mồm. Thấy chủ công chúng chiêu, Dư Hung xông lên cứu trợ đỡ lấy Lê Sinh. Lũ ăn mày các ngươi mà có tư cách quá chiêu với công tử gia ư, ha ha, để ta cho các ngươi gặp một người. Nghe Âu Dương Khắc hạ lệnh, hai nữ nhân áo trắng liền dắt ra một người. Thiếu nữ này khoảng 18-19 tuổi, tướng mạo quả thật xinh đẹp, có dáng dấp con nhà khuê các, có điều lúc này hai tay bị trói, tâm trạng u sầu. Lệ nhòa hai mắt không còn chút thần sắc gì, thiếu nữ này tên là Trình Giao Gia. Đây là tình huống ngoài dự liệu của quần cái, cả Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng phải cùng kinh ngạc. Lão ăn mày ở trên lầu chui vào bao bố mà lại không biết rằng công tử gia ta đang ở hành lang mời đái giá Trình tiểu thư tới đây trước để ngồi đợi các ngươi đến. Trước con mắt kinh ngạc của đám người cái bang, Âu Dương Khắc phất tay ra hiệu cho đám bạch y nữ đem Trình Giao Gia nhốt lại vào bên trong. Hừ, ta chờ một phút bất cần mà chuốc lấy thất bại này, danh tiếng cái bang trên giang hồ là không nhỏ, hôm nay được gặp lại thấy người ta cảm thấy nực cười. Nào là cái gì du kê mô cầu trưởng, yếu phạn chóc xà trưởng, hôm nay mau đưa hết ra đi. Ta nể mặt Hồng lão bang chủ, hôm nay có thể tha mạng chó cho các ngươi. Lời nói xen vào đó những lời mỉa mai coi thường vừa dứt, Âu Dương Khắc đột ngột lao tới chỗ Lê Sinh. Còn riêng tên này thì ta xin hai con mắt để làm kỷ niệm. Âu Dương Khắc đột ngột lao mình nhanh như chớp về phía trước, hai ngón tay giơ ra hòng móc mắt của Lê Sinh. Ông ta hoảng hốt không kịp phản ứng. Nhìn Âu Dương Khắc ép người quá đáng, Quách Tĩnh không còn nhịn được nữa, phá cửa xông vào. Khi thế cửa mãnh của Hàng Long Trường khiến chỉ thế của Âu Dương Khắc lập tức khựng lại. Đại nạn lâm đầu, Âu Dương Khắc phải thu tay về tự vệ. Hoác Dược Ư Uyên trường phong ác liệt khiến Âu Dương Khắc không chậm trễ, dùng quạt làm lá chắn ngăn trọng trường của Quách Tĩnh. Chiếc quạt bị ép biến dạng nhưng cũng sinh lực phản đàn hồi đẩy Quách Tĩnh bật ra sau. Quách Tĩnh ư, tên tiểu tử này võ nghệ tầm thường sao, trường vừa rồi lại cương mãnh uy lực như vậy. Nhận ra đối thủ nhưng vẻ mặt Âu Dương Khắc hốt hoảng hồ nghi muôn phần. Quách Tĩnh lộn người mấy vòng nhẹ nhàng đứng xuống mặt đất. Âu Dương Khắc, ngươi làm chuyện tàn ác đã nhiều còn không biết hối cải, định ra tay hãm hại người tốt sao? Thuộc hạ của Hồng Bang chủ há để cho ngươi kinh nhờn. Ngươi cũng là người của cái bang sao? Ta chưa có tư cách làm hảo hán cái bang, chỉ bạo miệng khuyên nhủ ngươi một câu thôi. Ngươi hãy giao trả Trình tiểu thư ra đây rồi mau rút về Tây Vực đi. Tĩnh ca cá máu đánh tên sâu bọ đó đi. Hoàng Dung cũng không nấp nữa, nhảy bổ vào trong sảnh. Ai chứ Hoàng cô nương đã muốn tôi thả người thì đó không phải là chuyện khó gì. Chỉ cần cô theo ta, không riêng gì Trình tiểu thư mà tất cả những cô gái bên cạnh ta cũng sẽ thả đi hết. Sau đó ta sẽ nghe lời của cô, từ nay về sau không ngó ngàng đến những cô gái khác nữa. Vậy cũng được đó, chúng ta ra Tây Vực chơi một chuyến, Tĩnh ca ca thấy thế nào? Nghe Hoàng Dung nói vậy, Quách Tĩnh nhất thời ngớ người không hiểu. Âu Dương Khắc thấy vậy vui mừng ra mặt, nguyện trơn tới sát Hoàng Dung. Tôi chỉ muốn đi cùng cô thôi, còn dắt theo tên tiểu tử thối này làm gì? Bất ngờ nên bật ngửa lời chưa dứt, tay của Hoàng Dung đã tát thẳng vào mặt của Âu Dương công tử. Không có sự đề phòng nên Âu Dương công tử nhận chọn cái tát này. Ngươi dám chửi huynh ấy à, ngươi mới chính là hạng người xấu xa. Âu Dương Khắc choáng váng hoa mắt, ù tay nộ khí bừng lên, y cảm thấy vừa đau vừa bẽ mặt, tay liền giơ ra nhắm đánh vào ngực Hoàng Dung. Âu Dương Khắc đang vươn tay chụp tới, bỗng nhớ trên thân Hoàng Dung có mang Nguyễn Vị Giáp nên vội vã rụt tay lại ngay. Hoàng Dung nhân cơ hội đó hất tay hắn ra. Người đánh với ta thì còn ra thể thống gì nữa, mau đứng yên đó để ta đánh, không được phép trả đòn. Vừa nói Đào Hoa Lạc Anh Trường tự phi phong trung đã áp trước mặt Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc e dè Nguyễn Vị Giáp lại thêm không nỡ đả thương Hoàng Dung nên chỉ đành lấy chiêu giải chiêu thủ thế. Mạnh như Âu Dương Khắc mà thủ mãi cũng phải lung tung, hắn nhịn không được liền đem bực tức chút hết lên đầu của Quách Tĩnh. Chủ ý đã quyết, Âu Dương Khắc xoay người tránh khỏi trường thế của Hoàng Dung, chuyển sang mục tiêu khác. Trước tiên hạ sát tên tiểu tử đó để cô ta khỏi phải nhớ nhung hắn nữa. Thoát khỏi sự cản trở của Hoàng Dung, Âu Dương công tử vận trường thế lao vào Quách Tĩnh chốt giận. Quách Tĩnh giơ tay lên đỡ nhưng không ngờ tay của Âu Dương Khắc mềm nhũn như kẻ không xương, trường thế như con rắn uốn lượn qua tay Quách Tĩnh. Âu Dương Khắc lúc đó đã gập khuỷu tay hắn lại vòng qua tay Quách Tĩnh như không có khớp xương, trường thế đổi thành quyền đấm mạnh vào Quách Tĩnh. Đây chính là tuyệt học mãng xà tầm huyết của Âu Dương Khắc lần đầu sử ra từ khi tiến vào trung thổ. Quách Tĩnh không kịp phòng bị, ngực trúng một trường đau điếng người miệng thì thổ huyết. Trong lúc hoảng loạn, hai tay của anh tung kình hất ra, khí kình mạnh như vụ bão, hình tướng chiến long xuất hiện, đó chính là Long Chiến Vu Giã, một chiêu trong dáng long thập bát trưởng mà anh ta chưa từng được học. Hơn một năm trước tại Bạch Đà Sơn, bên trong nhà đá âm u lạnh lẽo dưới lòng đất có nhốt ba người đàn ông. Họ không phải là hạng vô danh tiểu tốt mà đều là những thổ phỉ hoành hành một miền biên thùy. Họ chuyên cướp bóc các thương lái và các thôn trang. Bọn họ giết người phóng hỏa, đã làm nhiều chuyện bại hoại. Nhóm người này được giang hồ đặt cho biệt hiệu là Dã Lang Tam Bá. Ba người bọn ta một lòng kính trọng đến nhờ cậy Sơn Chủ Hà, cớ gì các ngươi lại nhốt ba anh em chúng ta? Âu Dương Khắc liền mở cửa sắt bước vào trong lao rồi thét lớn. Các ngươi động thủ đi, đừng khách khí với công tử gia ta. Ba người Dã Lang Tam Bá biết chỉ còn một tia hy vọng sống sót này nên không thể bỏ qua. Họ không nói không rằng xông lên quyết lấy cho được mạng của Âu Dương Khắc. Họ sử đao loang loáng như cuồng phong bão tố, đao chiêu vô cùng lợi hại. Âu Dương Khắc nhanh nhẹn né người, tránh được một đao của Đại Lang quét qua. Người này lui thì kẻ khác lập tức xông lên, Nhị Lang đã từ đằng sau đâm đao tới. Âu Dương Khắc dùng bộ pháp xảo diệu của mình, hai chân đan chéo thân thể liên tiếp tung chiêu đánh tới. Hắn dùng lưng đụng trúng vào Nhị Lang. Nhị Lang vừa thất thế, Âu Dương Khắc tay lẹ như cắt chảo, xuất như chớp đã bóp chặt yết hầu của Nhị Lang. Nhị Lang hoảng hồn nhưng không còn kịp nương ngũ, chỉ phát lực vừa rút tay vừa xé. Nhị Lang da thịt lúc này bị xé rách, toạc máu tươi phun bắn ra. Hầu đoạn thì khí tuyệt, Nhị Lang chúng phải một chiêu này lập tức bỏ mạng. Tam Lang thấy vậy vừa kinh ngạc vừa bi phẫn, đao thế như cuồng phong nhắm thẳng hướng vào Âu Dương Khắc, nhưng hắn ta không coi ra gì, sức tàn hèn mọn. Âu Dương Khắc nghiêng người khéo léo như linh xà né qua từng nhát đao, trong tích tắc đã vòng ra phía sau Tam Lang. Tam Lang hét lên nhưng linh xà quyền đã tới. Âu Dương khắc xuất đòn ly kỳ như mãnh xà một chuột độc phản xà thệ đã đánh thẳng vào gáy của Tam Lang. Xà trưởng như mũi dùi vừa chạm đến đã làm gãy đốt sống cổ của Tam Lang, khí lực cương mãnh thổ ra khiến Tam Lang xương tan thịt nát thảm tử ngay đương trường. Mắt thấy hai huynh đệ bị chê thảm, Đại Lang phẫn nộ tột đỉnh, lưới đao trùng trùng chém tới quyết phân thây Âu Dương khắc trả thù. Đao vừa chém xuống, khuỷu tay Âu Dương khắc chộp gập lại rồi bất ngờ vòng ra phía sau. Đây là ác mãnh tâm huyết anh ta mới luyện thành, một chỉ giơ thẳng trúng ngay ngực Đại Lang khiến xương ức anh ta vỡ vụn. Kình lực bạo phát, tim của Đại Lang cũng bị chân đến văng bắn ra ngoài thảm tử. Dễ như chơi, thúc thúc thấy con đánh được đấy chứ hỉ. Linh xà quyền của Khắc Nhi con đã có 8 phần điêu luyện rồi, nhưng gân cốt vẫn cần rèn luyện thêm nhiều hơn nữa, chỉ trừ phi gặp các tuyệt thế cao thủ, bằng không cũng đã xứng là võ lâm đệ nhất rồi. Thuốc phụ có thể truyền cho con Cáp Mô Công không? Cáp Mô Công uy mạnh bá đạo, thể chất lúc này của con vẫn chưa thích hợp để tu luyện. Ta chỉ cần lấy được Cửu Âm Chân Kinh là có thể giúp Khắc Nhi mãnh tiến, người này chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Có điều này Khắc Nhi nên nhớ kỹ cho ta, sau này khi tới Trung Nguyên nếu không phải tình huống hung hiểm thì chớ có khinh suất sử dụng ra linh xà quyền. Vì sao? Ta sáng tạo ra linh xà pháp kết hợp với Cáp Mô Công cương nhu hộ tề, uy lực đã đạt đến vô cùng, vốn là muốn dành cho Kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần 2 đả bại Đông Tà, Nam Đế, Bắc Cai. Nhưng nếu việc này bị lộ ra trước dịp tỷ võ đó sẽ làm mất đi yếu tố bất ngờ. Âu Dương Phong tiềm tu khổ luyện nghiên cứu sáng tạo ra tuyệt học nhằm đối phó với Tam Tuyệt. Dã tâm của ông ta độc ác to lớn như vậy, ngày trở lại Trung Nguyên ắt sẽ gây ra một đoạn trường sóng gió. Thì ra lúc Lê Sinh đấu với Âu Dương Khắc đã triển khai Long Chiến Vu Giã để tự vệ. Quách Tĩnh đứng xem rồi ghi nhớ trong đầu, khi nguy cấp này tự nhiên xuất chiêu. Âu Dương Khắc cảm thấy nghẹn thở vội chụp tay lại trông đỡ. Một tiếng nổ vang lên, toàn thân Âu Dương Khắc bị chấn ngược ra sau. Âu Dương Khắc dù đã nhanh nhẹn ứng chiến nhưng do quá gấp, sức mạnh đã vẫn không đủ đối kháng nên phải lui ra mấy bước. Quách Tĩnh cũng không ngoại lệ, phải lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Tuyệt chiêu vừa rồi rõ ràng là tuyệt học của sư thúc, thiếu niên này sao lại biết mà sử dụng, xem khí thế cương mãnh khi đánh ra còn có mấy phần xảo diệu hơn sư thúc. Chỉ thiếu chút nữa là trường này đã đả thương được Âu Dương Khắc. Hoàng Dung thấy vậy vừa mừng vừa lo chạy đến, Tĩnh ca ca sao rồi? Không có gì đâu, ta vẫn có thể đánh tiếp. Âu Dương Khắc lúc này đã ổn định trọng tâm xuống thế chờ đợi. Linh xà quyền vốn không thể để lộ cho kẻ khác biết ngoài tiểu mỹ nhân ra, hôm nay ta phải đại khai sát giới rồi. Hai tay xúc thế cáng lòng hiu hối lao tới, lúc này Quách Tĩnh đã hồi lại khi anh ta phát 7 phần công lực tấn công Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc tránh né thế đánh đối diện của Hàng Long Thập Bát Trường rồi thừa cơ vòng ra sau lưng Quách Tĩnh. Cánh tay anh ta lại xoay chuyển nghiêng sang một bên rồi lật úp lại, xà quyền nhắm ngay bả vai Quách Tĩnh mà bổ xuống. Quách Tĩnh nhanh chóng xoay người thuận thế vung trường ra sau, tuy có phần hơi lúng túng nhưng cách ứng phó này lại là hợp lý. Trường chỉ giao phong thần long bái vĩ đấu độc xà phản thể, lực trường giao kích sức mạnh như dông bão tản ra tứ phía, mạnh đến nỗi những người trong phòng bị thổi bật lui. Lực phản chấn cũng đẩy lui hai người, phen này không dốc toàn lực thì không xong, Quách Tĩnh nghĩ rồi khi thế sụp sôi tung người lên, khắp nơi nơi đều là trường ảnh. Thời Thừa Lục Phong một chiêu ẩn tàng 6 thế, giống như thần long cuộn từ sông ra biển, thế như sóng trào lao đến. Sao chỉ trong mấy tháng mà võ công của số tiểu tử này lại tiến bộ thần tốc như vậy? Nhìn thấy trường kình lăng lệ, Âu Dương Khắc không khỏi khiếp hồn. Quách Tĩnh thấy chuyện bất bình thì ra tay tương cứu đệ tử của cái bang đối phó Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc sau một hồi giao chiến không chiếm được thượng phong nên khá cay cú. Ta sẽ phân cao thấp với ngươi. Thấy chiêu thế của Quách Tĩnh thế như bão táp, Âu Dương Khắc biết chuyện không ổn, lập tức tay đổi chiến thuật. Quách Tĩnh vừa chạm vào trường của Âu Dương Khắc thì phát giác hắn ta cũng có nội lực rất bá đạo. Âu Dương Khắc huyền chuyển như con mãng xà hóa giải trường kình của đối phương. Quách Tĩnh lúc bấy giờ cảm thấy hai tay như bị một nguồn lực vô hình hút lại, không thể thoát ra được, bị rơi vào thế hạ phong. Hai quyền của Âu Dương Khắc thủ mạnh hất văng Quách Tĩnh, lần này Âu Dương Khắc đã thắng Quách Tĩnh một hiệp, nhưng Quách Tĩnh không vì thế mà lùi bước, xoay người lấy lại thăng bằng xúc thế tiếp tục chiến đấu. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung bên ngoài thấy tình hình không tốt nên khá lo lắng cho anh ta. Lần này Âu Dương Khắc chủ động xuất chiêu lao tới. Trong chớp mắt hai người đánh qua đánh lại đã 40 chiêu hết công rồi lại thua. Quách Tĩnh đã dùng 15 chiêu trong Hàng Long Thập Bát Trường nhưng vẫn không thể nào áp đảo được Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc cũng không có cách gì khống chế được Quách Tĩnh. Hàng Long Thập Bát Trường là bí kíp của Hồng Bang Chủ, ta đây không màng tính mạng lập được đại công mới được ông ấy truyền cho một trường. Nhưng thiếu hiệp này sao lại học được nhiều như vậy? Nhìn thấy Quách Tĩnh thi triển võ học của bổn bang, Lê Sinh không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Tĩnh ca ca không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị lãng phí khí lực. Hoàng Dung lúc này đứng ngoài đã nhận ra điểm yếu của Quách Tĩnh. Âu Dương Khắc thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng của Quách Tĩnh uy phong lợi hại nên cảm thấy lo sợ, hắn muốn thắng trận này thật không phải chuyện dễ dàng. Linh xà quyền của Âu Dương Khắc biến hóa vô cùng nên Quách Tĩnh muốn công Âu Dương Khắc cũng không phải dễ. Lúc này Âu Dương Khắc hai tay như hai con linh xà tấn công tới tấp anh ta. Quách Tĩnh cắn chặt răng nén đau thi triển Hàng Long Trường Hộ Thân. Tiêu rồi Tĩnh ca ca không trụ được nữa rồi. Hoàng Dung nhìn tình hình biết Quách Tĩnh trận này át nguy. Tình hình bất lợi cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung liền lao vào ứng cứu. Tay cô ta lấy từ trong túi ra một nắm kim châm phóng tới cản Âu Dương Khắc. Kim châm phóng đến làm Âu Dương Khắc buộc phải thu chiêu. Cũng may là nhờ có võ công cao cường nên hắn mới tránh được số kim châm đó. Thấy Hoàng Dung lo lắng cho Quách Tĩnh như vậy, lòng đó kỵ ghen ghét trong lòng của Âu Dương Khắc lại càng tăng lên. Hắn ta liền múa quạt vun vút với mục đích làm cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung phân tâm. Do bị hai mặt giáp công nên hắn nghĩ chỉ còn cách này mới có thể đánh bại được hai người. Chân của Âu Dương Khắc lúc này biến chiêu cũng mềm dẻo như tay của hắn. Quả nhiên do bị bất ngờ vì lần đầu hắn dùng thoái cước nên Quách Tĩnh đã bị trúng một chiêu trời giáng. Cước này rất nặng, thấy Quách Tĩnh bị đá trúng, Hoàng Dung hết sức lo lắng. Bỗng có một tiếng gió rít nhẹ vang lên, chân của hắn đã bị một vật lạ xuyên qua. Giật mình biết chuyện không lành, Âu Dương Khắc về mạnh quạt lập tức thối lui ra sau bảo toàn. Là lũ chuột nào giở trò đánh lén quang minh chính đại, hãy bước ra đi. Hắn ta nói chưa dứt lời thì đã thấy một vật lạ nữa bay thẳng vào miệng của mình. Không kịp né tránh, vật lạ này đã làm miệng hắn bị thương, ho lên sặc ruộn rồi thổ huyết, sặc nhổ ra ám khí đó hóa ra chỉ là một cái xương gà. Ha ha, ngươi thấy tuyệt chiêu vừa rồi của ta thế nào hả? Cả đám người vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một lão ăn mày đang ngồi ung dung gặm ăn thịt gà trên xà nhà. Người đó chính là Bắc Cái Hồng Thất Công, ông ta đã đến đây không biết từ lúc nào. Nhìn thấy ân công bọn Quách Tĩnh, Hoàng Dung vui mừng ra mặt. Lê Sinh và đám môn hạ Cái Bang thấy Hồng Thất Công tới thì đều hướng về thi lễ, bang chủ người đã đến rồi. Thấy Hồng Thất Công đến, Âu Dương Khắc lúc này sợ đến lạnh toát cả sống lưng. Hừ, hắn ta đáng sợ thật, hảo hán không lo chịu thiệt trước mắt thì khó mà thành công. Nghĩ vậy hắn ta cũng liền thi lễ chào hỏi Hồng Thất Công, tiểu bối xin thỉnh an Hồng Thế Bá. Ha ha, ngươi còn không mau quay về Tây Vực đi, ngươi làm sằng làm bậy như vậy ở Trung Nguyên vẫn chưa đủ sao? Hồng Thất Công bỗng nghiêm mặt nói. Lúc đến Trung Nguyên thúc con đã có dặn dò, Trung Nguyên chỉ có Thế Bá là lãi anh hùng vô địch, xin bá bá thủ hạ lưu tình tha mạng cho vãn bối. Âu Dương Khắc vốn tinh danh nên buông lời vuốt đuôi hòng xoa dịu Hồng Thất Công. Lão độc vật đó nói gì? Thúc còn nói khi nhìn thấy ba bá thì phải cung kính, người còn nói ba bá là người lớn sẽ không ra tay nặng với hậu bối, nếu không sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Có rất nhiều người ở Trung Nguyên này rất muốn giết ngươi, đâu cần lão phu phải ra tay. Vừa rồi nghe khẩu khí của ngươi lớn lắm, ngươi chê quyền cước Cái Bang ta chỉ đi ăn gà cắp chó có đúng không? Tiểu bối đâu dám. Âu Dương Khắc đang miệng chối leo lẻo thì Hồng Thất Công đã phi người xuống đến đất. Ông ta ném con gà đang ăn dở đi rồi nói, ngươi xem thường quyền cước của ta, vậy để lão ăn mày này thu nhận một truyền nhân cho hắn đấu với ngươi, khi đó ngươi đừng có mà mơ là thắng được hắn. Hy vọng truyền nhân của bá bá sẽ mạnh hơn tiểu bối, nhưng võ công của người cao cường như vậy, đồ nhi của người muốn học một phần công phu thôi cũng đã rất khó rồi. Thất Công đừng nghe hắn xu nịnh, trong lòng của hắn đang chửi rủa ông đó. Hoàng Dung biết Âu Dương Khắc đang múa mép để kiếm đường thoái lui nên liền tham gia. Hắn chửi ta sao? Hắn chửi ông, bản thân võ công thì cao cường nhưng không thể dạy được tên đồ đệ nào cho ra hồn, dạy đi dạy lại cũng chỉ mấy chiêu đánh chó cắp gà, không có tuyệt học gì đáng kể cả. Tên tiểu tử kia, ngươi dám chửi ta sao? Bị Hoàng Dung chi phối tâm lý, Hồng lão tiền bối liền quay sang giận dỗi với Âu Dương Khắc. Giờ ta có đánh thắng ngươi thì trong lòng của ngươi cũng không phục, thôi thì để ta nhận một tên đồ đệ rồi cho hắn ta đấu với ngươi. Thấy Hồng Thất Công trúng kế khích tướng của mình, Hoàng Dung cảm thấy trong lòng đắc ý vô cùng. Hồng Thất Công liền quay sang Quách Tĩnh nói, ngươi thật là có phúc phần đó biết không? Nó đã dùng đủ mọi cách như vậy, nếu ta không nhận con làm đệ tử thì chắc sẽ không có ngày yên ổn với nó. Thì ra Hồng Thất Công đâu phải con nghé nên từ sớm đã biết ý đồ của nha đầu Hoàng Dung. Bây giờ lão ăn mày ta sẽ nhận con làm đệ tử có được không? Lời nói của Hồng Thất Công vừa thốt ra làm Quách Tĩnh vừa vui vừa bất ngờ vô cùng. Quách Tĩnh quá đỗi vui mừng, lập tức quỳ xuống hành lễ thay đổi cách xưng hô với Hồng Thất Công. Sư phụ, lúc ở Quy Vân Trang Quách Tĩnh đã có kể cho 6 vị sư phụ nghe là Hồng Thất Công đã truyền mấy chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng cho mình. Giang Nam Lục Quái hết sức vui mừng vì không ngờ lão già tính tình kỳ lạ này lại dạy võ công cho Quách Tĩnh. Lục Quái đã dặn dò sau này gặp lại thì hãy cố gắng bái ông ấy làm sư phụ. Nay chuyện đã thành, Quách Tĩnh cảm thấy vui không thể tả. Thất Công, con đã tìm giúp cho ông một đệ tử tốt, sau này có truyền nhân rồi ông phải cảm ơn con đấy. Ta đánh vào mông con bây giờ. Thấy Hoàng Dung nhí nhố, Hồng Thất Công tỏ vẻ bực dọc mắng yêu cô ta. Hai người lúc này tình như cha con nên Hoàng Dung thè lưỡi cười khoái chí trêu lại ông ta. Tiểu tử ngốc kia, bây giờ ta sẽ truyền cho con 3 trưởng cuối còn lại trong Hàng Long Thập Bát Trưởng. Lúc bấy giờ 8 người áo trắng lần lượt phóng ra khỏi điện. Trước sự chứng kiến của mọi người, Hồng Tất Công đã truyền lại cho Quách Tĩnh ba chiêu, đó là Long Chiến Vu Dã, Hồng Tiềm Vu Lực và Kinh Bách Lý. Võ công của lão ăn mày này rất là cao cường, nhưng ông ta lại quá ngu ngốc. Ông ta quên rằng ta đang có mặt và nhìn thấy tất cả hay sao? Hồng Thất Công không hề e dè truyền dạy các chiêu thức ngay trước mặt của Âu Dương Khắc. Hai thầy trò trao đổi với nhau, không hề ngại những xung quanh nghe thấy. Nửa canh giờ đã trôi qua, Hồng Thất Công dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng Quách Tĩnh đầu đất vẫn chưa thể lĩnh hội được hết. Quách Tĩnh vốn dĩ ngu ngốc, dù có là 3 canh giờ thì nhất định cũng không thể học được hết. Khà khà, Âu Dương Khắc đứng bên ngoài nhìn hai thầy trò loay hoay múa may thì rất khoái chí. Quách Tĩnh luyện đi luyện lại 6-7 lần theo lời của Hồng Thất Công, cuối cùng cũng sơ sơ thuộc bài. Đồ đệ ngoan, con đã học xong rồi đó, giờ hãy dạy cho tên dâm tặc đó một bài học nhớ đời đi. Hồng Thất Công cảm thấy cũng ổn, liền lùa gà của mình lên. Vâng lời sư phụ, Quách Tĩnh bước lên phía trước dùng Long Chiến Vu Dã tấn công Âu Dương Khắc ngay lập tức. Được, ta cũng muốn xem nó đã lợi hại hơn như thế nào. Âu Dương Khắc không cần phải né tránh mà y xòe quạt tấn công trực diện vào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cũng biết Âu Dương Khắc rất lợi hại cho nên anh ta lập tức biến chiêu. Nhưng đã từng giao phong nên Âu Dương Khắc dễ dàng đoán trước được đòn thế của Quách Tĩnh, do đó cản lại được rất dễ dàng. Bị khống chế tay phải, Quách Tĩnh không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn nên dùng tay trái tung trường vào Âu Dương Khắc. Hồng Tiệm Vô Lực đánh ra, Âu Dương Khắc không thể ngờ trường lực lần này lại mạnh như cuồng phong bão tố như vậy, hắn lập tức bị Quách Tĩnh chấn văng ra xa. Tĩnh ca ca đánh hay lắm. Chiếm được thế thượng phong, Quách Tĩnh phấn chấn hẳn lên, thổ kình lao tới. Mới thắng ta được một chiêu mà hắn đã đắc ý như vậy sao? Quách Tĩnh thừa thắng tiếp tục tung một đòn thế khác. Chấn Kinh Bách Lý là một chiêu tấn công uy lực thuộc hàng dữ dội nhất trong hàng Long Thập Bát Trưởng, khí thế của chiêu này thật đáng sợ. Trong khi đó Âu Dương Khắc vẫn rất tự tin vào nội công thâm hậu của mình sẽ khắc chế hóa giải được đòn thế của đối phương, nhưng kết quả đã ngoài dự liệu của hắn, thật sự nội lực của hắn không thể đối phó được với chiêu này. Chiếc quạt trong tay hắn đã không thể chịu nổi uy lực của trường pháp, lập tức gãy nát trên tay. Sao lại có thể như vậy được? Liên tiếp thất thế, Âu Dương Khắc lúc này vẻ mặt hoảng hốt cực độ. Âu Dương Khắc vốn rất tự tin vào năng lực của mình nên kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận. Hồng Thất Công thấy Quách Tĩnh đã trên cơ đối thủ thì rất ưng ý, còn Hoàng Dung thì tươi cười hớn hở như hoa. 3 trường còn lại của Thất Công quả rất lợi hại, nhận thấy võ học của mình đại tiến, Quách Tĩnh rất là vui mừng. Ngược lại Âu Dương Khắc tuy chưa bị thương nhưng do liên tục thất thế, trong lòng hắn hiện đang cực kỳ phẫn uất. Người có bản lĩnh gì nữa thì cứ giở hết ra đi. 3 chiêu cuối rất lợi hại đã khắc chế được Âu Dương Khắc nên Quách Tĩnh bắt đầu to mồm. Hai bên đấu nhau qua lại đã hơn 10 chiêu, Âu Dương Khắc đã tung hết 4 tuyệt kỹ của mình ra mà vẫn không thể hạ được Quách Tĩnh. Không lẽ lão ăn mày lúc nãy đã thấy ta thi triển Linh Xà Quyền nên đã dạy cho hắn cách hóa giải sao? Thôi thì ta phải tập trung đánh bại tên tiểu tử này trước đã rồi tính sau vậy. Cân nhắc xong, Âu Dương Khắc liền vung tay cao quá đầu. Linh Xà Quyền mà Âu Dương Khắc lúc này thi triển lại thiên biến vạn hóa, vô cùng kỳ dị. Nó khiến cho đối phương rơi vào thế chỉ có thể phòng ngự chứ không tấn công phản kích được. Lúc này Quách Tĩnh quá bất ngờ nên lập tức bị trúng 3 đòn cực nặng của Âu Dương Khắc. Trúng đòn, Quách Tĩnh không cảm thấy đau mà khí huyết anh ta bị nhộn nhạo thổ huyết, tức thì thân bất do kỳ anh ta bị Âu Dương Khắc ném mạnh ra xa. Tĩnh Nhi hãy mau dừng tay, chúng ta tạm thời thua trận này. Nghe Hồng Thất Công nói vậy, Quách Tĩnh đành phải nghe theo, lui lại. Quyền pháp của các hạ quả là cao minh, tài hạ xin bái phục. Lão độc vật đó ngày ngày nuôi rắn nên quyền pháp như mãng xà quả là cao minh, lão gia ta nay trong nhất thời chưa nghĩ ra được cách hóa giải. Nghe Hồng Thất Công nói vậy, Âu Dương Khắc vẻ mặt tỏ ra rất đắc ý. Hồng Thất Công lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung, không biết ông ta đang nghĩ gì khiến Hoàng Dung cũng cảm thấy khó hiểu. Xin thất lễ, ra trận đại thắng. Âu Dương Khắc ung dung quay người muốn bỏ đi thì bỗng Hoàng Dung lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, ngươi muốn đi dễ dàng như vậy sao? Cô nương còn có gì chỉ giáo nữa sao? Hoàng Dung liền quay sang Hồng Thất Công nói, Thất Công hôm nay người hãy nhận thêm một đồ đệ nữa đi, có nam rồi thì phải có thêm một nữ nữa cho cân. Ta nhận nó làm đồ đệ là đã phá lệ rồi, với lại cha của ngươi làm sao ông ta đồng ý cho được, người sợ cha con sao? Hồng Thất Công nghe Hoàng Dung nói khích như vậy liền tỏ ra bực dọc, từ trước đến giờ ông ấy rất yêu thương cô ta nhưng lần này đã không thể nhịn được. Sợ cái gì chứ, nếu ta nhận con làm đệ tử không lẽ Hoàng lão tả đó sẽ tới ăn thịt ta hay sao? Thất Công nói thì phải giữ lấy lời đó. Gài được Hồng Thất Công rồi, Hoàng Dung liền buông lời ve vuốt ông ta. Cha con nói võ học trong thiên hạ vô cùng cao minh, nhưng đứng đầu vẫn là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông. Nếu được người nhận làm sư phụ chắc cha con nhất định sẽ rất vui. Hoàng Dung đã thành sư muội của mình khiến Quách Tĩnh vui vẻ ra mặt. Chỉ riêng Âu Dương Khắc khi nghe Hoàng Dung trở thành đồ đệ của Hồng Thất Công thì gương mặt trở nên khó chịu, trông rất khó coi. Sư phụ, cách bắt rắn như thế nào người chỉ cho con biết đi. Được, ta sẽ dạy cho con bắt rắn 7 tấc. Con phải bắt làm sao không bị chúng nọc độc của nó mới giỏi. Vậy còn con rắn lớn hơn thì sao ạ? Con hãy dùng cách dụ dỗ cho nó cắn con rồi sau đó thì đánh nó. Nghĩa là con cần phải ra tay thật nhanh đúng không? Đương nhiên nếu không thì bị nó cắn chết ạ. Nhìn cái nháy mắt của Hoàng Dung Hồng thất công đã biết cô ta có rượu cái gì đó. Ông ta liền lấy rượu trong hồ lô mang theo dưới lên tay của cô ta. Bây giờ con đã là đệ của Hồng lão tiền bối anh hùng rồi, con sẽ dùng thủ pháp của người lĩnh giáo linh xà quyền của hắn. Vuốt đuôi mấy câu xong Hoàng Dung liền lao tới Âu Dương Khắc, không biết cô ta lại giở cho quỷ gì nữa đây. Trên tay ta có độc dược để khắc chế quyền pháp của ngươi, ngươi hãy cẩn thận đó. Được chết trong tay của cô ta cũng cam lòng. Âu Dương Khắc lúc này vẫn không quên nghĩa vụ lơ gái của mình. Đối phó với cô gái này thì thật quá dễ dàng, bất luận cô ta giở trò quỷ quyệt gì thì ta cũng sẽ vạch chân. Ta đây chỉ lãnh giáo linh xà quyền của ngươi thôi, còn bất cứ chiêu thức nào khác ngươi giở ra thì ngươi sẽ là người thua cuộc. Cô nương nói thế nào thì làm vậy đi, tại hạ đây xin nhất tuân lệnh, ngươi hãy giữ lời hứa của ngươi đó. Nhanh chóng bước tới Tiêu Giao Du bằng đồng độ Nam Minh Thủy Kích Tam Thiên Lý đã được Hoàng Dung xuất thủ, xem chiêu. Nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Hoàng Dung, Âu Dương Khắc thích thú cười thầm trong bụng. Nhưng chiêu thức của Hoàng Dung không kém phần bá đạo, cũng khiến hắn phải dè chừng thủ tấn. To be continued.